Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 140. Một kiếm của Dương Bách Xuyên hóa giải những ma hồn oán linh bị lão ma đầu luyện hóa. Trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể giết ma tế điện. Cầm kiếm đầu long chém ra một kiếm về phía Vu Minh Tuyền. Kiếm ý kiếm khí cường đại làm không gian vặn vẹo. Vu Minh Tuyền lạnh lùng nói, nếu ngươi chỉ có chút năng lực này thì tự sát sớm đi, ha ha. Trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường, vừa nói vừa phất tay, ma khí ngập trời chống chọi với pháp tắc dung hợp của Dương Bách Xuyên. Ầm đùng. Sau tiếng nổ động trời, lão ma đầu dùng một cái tát hóa giải kiếm của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng giật mình khi thấy lão ma đầu dùng một cái tát hóa giải đòn tấn công của mình, nhưng cũng không ngoài ý muốn, hắn biết rõ lai lịch của lão ma đầu, gã có rất nhiều thủ đoạn, đây mới chỉ là bắt đầu. Lão ma đầu, đây mới chỉ là bắt đầu. Dương Bách Xuyên lại chém ra một kiếm, một tay khác vận chuyển lực lượng pháp tác phương thốn càn khôn chuẩn bị thí nghiệm trên người lão ma đầu. Mặc dù thần thông phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương không phải loại hình tấn công nhưng cũng là thần thông phụ trợ thượng thừa. Có thể thay đổi hoàn cảnh thiên địa xung quanh, cũng có thể thêm vào sự vật hay cơ thể sống, thay đổi kích cỡ của bọn họ. Lúc này lão ma đầu hóa thân thành người khổng lồ, cho nên Dương Bách Xuyên rất khó chịu, hắn cũng có pháp tướng thần thông, nhưng không có tác dụng với lão ma đầu, cho nên đây là lần đầu tiên hắn sử dụng phương thốn càn khôn để chiến đấu. Chỗ nghịch thiên của thần thông phương thốn càn khôn là hắn có thể tùy ý thay đổi hoàn cảnh sự vật xung quanh. Tất nhiên bởi vì sự hạn chế của tu vi nên thời gian và thay đổi hoàn cảnh cũng bị hạn chế. Nhưng chỉ cần có thể thành công, hiệu quả như nhau. Hừ, vẫn chiêu số cũ, làm 100 lần cũng vô dụng, hiện tại ta tiễn người xuống địa ngục, không có hứng chơi với ngươi. Lão ma đầu tùy ý hóa giải một kiếm này của Dương Bách Xuyên, lạnh lùng nói. Ban đầu gã kiêng kỵ hai thần hồn cường đại trên người Dương Bách Xuyên nên không dám tùy tiện ra tay. Nhưng sau vài chiêu, gã phát hiện Dương Bách Xuyên vẫn dùng chiêu cũ, gã không kiên nhẫn, lạnh lùng nghĩ liệu hai thần hồn cường đại trên người Dương Bách Xuyên không tiện đi ra không. Nếu vậy giết chết tên tiểu tử này rồi tính. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa, bởi vì lúc lão ma đầu hóa giải kiếm của hắn, thần thông phương thốn càn khôn của hắn đã rơi xuống người gã. Hắn có thể cảm nhận được mình có thể tùy ý thay đổi kích thước to nhỏ của lão ma đầu. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng hiện tại hắn có thể khống chế mọi thứ trong phạm vi khoảng 100 mét, nói cách khác trong vòng 100 mét, hắn có thể tùy ý phóng to phóng nhỏ mọi thứ, bao gồm cả lão ma đầu. Nếu sau này tu vi của hắn tăng lên, phạm vi khống chế có thể không ngừng tăng lớn, hơn nữa độ to nhỏ của sự vật cũng không ngừng tăng, hóa lớn nhỏ 100.000 vạn lần. Tất nhiên thời gian khống chế cũng có hạn chế, chính hắn cũng không biết có thể thao tác bao nhiêu, phải đợi thực chiến xong mới có kết quả. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, vậy để xem là ai đưa ai xuống địa ngục. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nói, phương thốn càn khôn. Pháp tắc không gian, vạn vật biến hóa nhỏ. Sau khi nghe xong Dương Bách Xuyên niệm một đoạn ngôn ngữ tối nghĩa, Vu Minh Tuyền cảm thấy không thích hợp, cả người căng thẳng, sau đó thiên địa xung quanh bắt đầu dày nặng. Sau đó gã phát hiện lực lượng ngũ hành đánh gãy thi pháp của gã, khủng bố hơn là gã phát hiện thân thể của Dương Bách Xuyên không ngừng phóng to, cỏ cây xung quanh cũng vậy. Nghĩ như vậy, giây tiếp theo lão ma đầu lại cảm thấy không đúng. Không đúng, là thân thể của ta đang thu nhỏ. Cuối cùng lão ma đầu cũng có chút hoảng sợ, đây là lần đầu tiên gã gặp phải chuyện quỷ dị như này. Không cần hỏi cũng biết Dương Bách Xuyên dở trò quỷ. Cẩn thận cảm nhận, gã phát hiện xung quanh gã có một loại lực lượng không thể phản kháng đang không ngừng áp xúc ma thân khổng lồ của gã. Đây là thần thông pháp tắc gì? Vu Minh Tuyền hoảng sợ nói. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, thần thông lấy mạng ngươi. Thật ra chính hắn cũng kinh ngạc không ngờ thần thông phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương lại có hiệu quả như vậy. Chỉ trong nháy mắt, ma thân đỉnh thiên lập địa khổng lồ của lão ma đầu đã bị hắn rút nhỏ khoảng 100 lần, hóa thành một người tí hon 3 tấc. Hắn đi xuống đứng trước mặt lão ma đầu, nhìn từ trên cao xuống. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Hắn biết không có nhiều thời gian bởi vì tu vi có hạn cho nên Dương Bách Xuyên quyết đoán nhấc chân dẫm xuống người lão ma đầu. Ai cho ngươi tai họa người phàm, ai cho ngươi khoe khoang? Hiện tại trong mắt lão ma đầu, Dương Bách Xuyên là người khổng lồ to lớn, thấy hắn định dẫm xuống, gã muốn chạy nhưng chân của Dương Bách Xuyên quá to lớn, giống như núi cao, gã không thể chạy khỏi phạm vi chân của Dương Bách Xuyên. Đành phải dùng công pháp ngăn cản. Nhưng lúc lão ma đầu vận chuyển ma công,
Một chuyện càng làm cho gã kinh sợ xảy ra, lúc gã định vận chuyển ma công thì nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, còn muốn vận chuyển ma công, nằm mơ đi. Lão ma đầu bi kịch, chỉ cảm thấy áp lực đột kích, không vận chuyển được ma công, gã biết Dương Bách Xuyên dở trò quỷ. A, à, đáng chết. Không vận chuyển được ma công, lão ma đầu trợn mắt nhìn bàn chân khổng lồ của Dương Bách Xuyên dừng trên đỉnh đầu, sau đó phát ra tiếng hét thảm. Ầm. Mặt đất chấn động, Dương Bách Xuyên giẫm nghiền lão ma đầu dưới chân. Giẫm chết ngươi. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng vui sướng, đánh với lão ma đầu này vài lần, nếu không có sư phụ và Hắc Liên, hắn sẽ ăn lỗ nặng, dù sao rất nghẹn khuất. Giờ thì tốt rồi, hôm nay lão ma đầu đã bị hắn giẫm dưới chân. Vô cùng vui sướng. Trong lòng càng thêm yêu thích thần thông phương thốn càn khôn, hiện tại hắn biết loại thần thông phụ trợ này vô cùng nghịch thiên, không hề kém cạnh thần thông công kích, chỉ có hơn chứ không kém. Phạm vi 100 mét đều nằm trong sự khống chế của hắn, hắn có thể cảm nhận được bất cứ dị động gì, cho nên vừa rồi lão ma đầu thúc giục ma công, hắn có thể cảm nhận được trước, sau đó hắn điều động pháp tắc xung quanh chân áp gã, không cho lão ma đầu cơ hội vận chuyển ma công. Sau đó nhấc chân giẫm mạnh xuống. Dẫm đến cái thứ 63, Dương Bách Xuyên thở dài, đáng tiếc. Phương thốn càn khôn đã đến giờ, không gian trong vòng 100 mét vặn vẹo. Hắn tính thời gian, có vẻ thần thông phương thốn càn khôn chỉ có thể duy trì nửa phút. Nhưng vậy là đủ rồi, nhấc chân ra, cúi đầu nhìn lại, dưới hố to là một đống thịt mơ hồ, lão ma đầu bị hắn dẫm thành bánh nhân thịt. Nhìn chằm chằm hố to, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, cảm giác dẫm lão ma đầu dưới chân rất sướng. Nhưng đúng lúc này, một huyết quang phóng lên cao, hắn nhanh chóng lùi về sau. Dương Bách Xuyên nhanh chóng lùi về sau mấy chục mét. Ầm, một đạo huyết quang phóng lên cao, dần dần hội tụ thành một hình người cao bằng người bình thường. Mặc dù thân thể của lão ma đầu bị hắn dẫm thành bánh nhân thịt nhưng ma hồn của lão ma đầu này quá cường hãn, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng có thể xử lý thân thể của gã cũng coi như giết gã một lần. Hiện tại thân xác bị lão ma đầu đoạt xá đã bị hủy, ma hồn bộc phát. Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn chỉ có thể thi triển phương thốn càn khôn trong nửa phút, nếu có thể dài thêm chút nữa, có khi có thể xử lý luôn cả thần hồn của lão ma đầu. Nhưng cũng không sao, không có thân thể, Dương Bách Xuyên muốn nhìn xem lão ma đầu này còn có chiêu gì. Huyết quang tản ra hơi thở kinh người, Dương Bách Xuyên cũng không sốt ruột xông lên, hắn muốn xem lão ma đầu còn làm được gì nữa. Lúc này tình hình của đám Nạp Lan Ngự Phong vô cùng không ổn, bị trận pháp do Tử Hoàng và các đại yêu tạo thành áp chế. Tứ đại kim cương dưới trướng lão ma đầu cũng bị ngé con, Tiểu Phượng Hoàng và các thần thú khác liên hợp xử lý. Sau khi Châu Thần Ngũ Sắc giải quyết xong đám oán linh kia, chậm rãi đi về phía Dương Bách Xuyên, nhìn huyết quang ngập trời, hiếm khi nghiêm túc nói, cẩn thận, hơi thở không thích hợp, ta cảm nhận được hơi thở thần hồn còn mạnh hơn cả cấp tiên vương. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc trước sư phụ từng nói qua lai lịch của lão ma đầu cho hắn, hắn nói với Châu Thần Ngũ Sắc, Cả Lâm, người đi hỗ trợ xử lý mấy tán tiên kia đi. Châu Thần Ngũ Sắc gật đầu nói, cũng được, mấy tên tán tiên kia còn chưa bị ép dùng ra thực lực chân chính, chỉ dựa vào mấy thuộc hạ của ngươi mà muốn giết bọn họ thì chưa đủ, nhưng nói thật, nếu bọn họ liều mạng, bổn tiên cũng không có cách. Đi đi, chờ giải quyết xong lão ma đầu ta sẽ đến xử lý mấy lão bất tử kia. Dương Bách Xuyên cũng biết mấy tán tiên lão quỷ kia khó đối phó, bởi vì cho đến bây giờ cấp bậc của bọn họ vẫn bị áp chế ở tam chuyển, nếu mở ra tứ chuyển, có khí sẽ đả thương người. Dù sao tu vi tán tiên tứ chuyển đã vượt xa cảnh giới phi thăng, có thể sánh ngang với tiên nhân. Một mình Châu Thần Ngũ Sắc không đối phó được 5 người bọn họ, mặc dù đám Tử Hoàng đông nhưng chưa chắc có thể đối phó được với cấp tiên nhân sau khi bùng nổ. Châu Thần Ngũ Sắc biến mất. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long. Chờ thần hồn của lão ma đầu thay đổi, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Đám người Diệu Tiên đứng nơi xa không ra tay. 5 đại thánh địa đều đến, nhưng 3 thánh chủ đều đang đánh vân môn tiên cảnh, hiện tại chỉ còn lại Diệu Tiên Thông Thiên Côn và thánh chủ thánh địa Đao Trùng. 2 người bọn họ không ra tay, trưởng lão ba nhà kia cũng không nhúc nhích. Thánh chủ Đao Trùng nhìn về phía mấy tán tiên bị đám đại yêu vân môn bao vây, lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên, không nhịn được nói với Diệu Tiên, chẳng lẽ chúng ta thật sự không ra tay. Diệu Tiên thở dài, tính kế vân môn đã rất tiểu nhân rồi, chúng ta thường xuyên nói đại nghĩa chính nghĩa, lần này lại làm ngược lại với tôn chỉ của thánh địa chúng ta.
chúng ta có thể bị tôn xưng làm thánh đại trong muôn vàn tông môn ở tu chân giới bởi vì thủ vững tắc phòng hành sự chính nghĩa đến tận nay, vô số tông môn mới giữ gìn chúng ta. Nhưng lần này tính kế Vân Môn, hy sinh Vân Môn dụ hoặc ma tộc, muốn tóm gọn ma tộc, chiếm danh tiếng tốt ở tu chân giới. Nhưng Vân Môn cũng là chính đạo, cũng bị chúng ta tán thành trở thành thánh đại một phương trong giới tu giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng chúng ta thì sao? Đi theo vài vị tán tiên tiền bối tính kế người một nhà, vậy chúng ta phải ăn nói thế nào với các tông môn ở tu chân giới đây? Sau này ai còn nghe lệnh thánh địa chúng ta nữa? Đạo nghĩa giới tu giả đại loạn, lòng người tan rã, còn đáng sợ hơn cả ma tộc. Ma tộc bạo loạn là đối địch, có chính tà rạch ròi, mỗi người tu chân đều biết ma tộc là tà, ai cũng biết chu ma, bạo loạn chỉ là nhất thời, tồn tại ở bên ngoài. Nhưng đạo nghĩa rối loạn, lòng người sẽ loạn, căn cơ sẽ hủy, loạn ở bên trong, cứ thế máu, cả tu chân giới sẽ đại loạn, thậm chí có thể hủy diệt. Chúng ta đã đi sai một bước, không lẽ muốn đi sai bước nữa sao? Phải biết rằng mấy thánh địa lớn chúng ta cầm đầu tu chân giới, nhưng những tán tiên tiền bối này sẽ ở lại tu chân giới cả đời sao? Không thể. Lần này tính kế Vân Môn là chủ ý của Nạp Lan Ngự Phong Thánh Địa Vạn Linh và Thiên Lang Chân Quân U Linh Chi Đô, mấy tán tiên của Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang đều tán thành hết, các tán tiên tiền bối của hai nhà chúng ta vâng theo nguyên tắc số ít phục tùng đa số nên đồng ý. Nhìn xem, năm thánh địa có thù oán với Dương Bách Xuyên. Rõ ràng đang lấy công mưu tư, làm rối loạn kỷ cương, cho nên ta đã sai một lần, không thể sai lần thứ hai, lần này sẽ không ra tay, cho dù bị Lăng Duyệt sư thúc ghi hận cũng không sao. Hơn nữa nhìn xem, Dương Bách Xuyên trở về, hắn đã là phi thăng trung kỳ, có rất nhiều thần thú thần cầm bên cạnh, có cả tiên sủng, người ngẫm lại xem là nguyên nhân gì. Chắc chắn hắn là hạng người có khí vận lớn, muốn giết Dương Bách Xuyên diệt Vân Môn tiên cảnh, ha ha. Diệu Tiên cười tự giễu. Dù sao ý rất rõ ràng, thánh chủ Đao Chủng cũng không phải kẻ ngốc, nghe Diệu Tiên nói cũng không ngừng gật đầu. Cho dù trong số những người bị đại yêu Vân Môn vây khốn có một tán tiên tiền bối của thánh địa Đao Chủng nhưng ông ta cũng không định ra tay. Nếu thật sự nhúng tay vào, có khi sẽ kéo theo toàn bộ thánh địa Đao Chủng. Không tham dự, nhiều nhất chết một tán tiên tiền bối, còn tốt hơn bỏ cả thánh địa Đao Chủng, các tông môn tu chân giới lấy căn cơ làm gốc, nếu bởi vì quyết định của ông ta làm thánh địa Đao Chủng diệt vọng. Ông ta chết cũng không mặt mũi đi gặp các tiền bối, đây mới là tội lớn. Diệu Tiên và Thánh Chủ Đao Chủng không động, trưởng lão ba nhà khác cũng không động, có thể trở thành trưởng lão một thánh địa đều không phải kẻ ngốc, đều là người thông minh, biết rõ lợi và hại. Dương Bách Xuyên nói rất rõ, lần này cho bọn họ một cơ hội, nếu không biết tốt xấu nhúng tay vào, tuyệt đối sẽ bị Vân Môn giết sạch sẽ. Mấy vạn đại yêu cấp phi thăng và đám thần thú thần cầm không phải để trang trí. Cho dù bọn họ cộng thêm mấy chục vạn đệ tử năm thánh địa cũng không thắng nổi Vân Môn. Điều bọn họ có thể làm lúc này là nhìn, chờ chiến cuộc thay đổi. Dương Bách Xuyên cũng không biết suy nghĩ của Diệu Tiên và năm thánh địa, hắn cũng không thèm để ý đến bọn họ. Lúc này trong mắt hắn chỉ có lão ma đầu Vu Minh Tuyền. Huyết quang không ngừng tụ thành thật thể. Gào! Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên, lão ma đầu hóa thành một quái vật máu, bốn tay hai mặt. Một cái đầu có hai mặt trước sau, một khuôn mặt dữ tợn xấu xí, ba mắt, giữa trán có con mắt. Khuôn mặt còn lại che đầy máu, không nhìn rõ ngũ quan. Cả người là chiến y huyết giáp, mặc dù bốn cánh tay không cầm pháp khí nhưng mỗi một bàn tay đều mang theo ma sát, giống như ngọn lửa. Dương Bách Xuyên nghiêm mặt lại, mí mắt co giật, hắn cảm nhận được hình như thần hồn của lão ma đầu biến dị. Hoàn toàn là trạng thái thần hồn nhưng lại ngưng tụ ra ma khí vô tận. Ngươi làm bổn quân thức tỉnh ma hồn thứ hai, khoảng thời gian trước mới tìm được ma hồn dung hợp nên còn mới lạ, nhưng ngươi lại làm bổn quân dung hợp ma hồn thứ hai trong cơn tức giận. Bổn quân rất biết ơn ngươi, hôm nay ban cho ngươi một vinh hạnh, thần hồn của ngươi vĩnh viễn làm ma nô. Lão ma đầu âm độc nói. Dương Bách Xuyên có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ trận dẫm đạp của mình lại giúp lão ma đầu dung hợp ma hồn. Giống như những gì hắn đoán. Quả nhiên vài thập niên này lão ma đầu đã tìm được ma hồn thứ hai bị trấn áp, nhưng không dung hợp. Nhưng hôm nay bị hắn dẫm đạp sỉ nhục, ngược lại làm lão ma đầu dung hợp ma hồn thứ hai. Chuyện này có chút rắc rối lớn. Dương Bách Xuyên phát hiện giọng điệu nói chuyện của lão ma đầu đã thay đổi, như thể đã đổi tính. Lão ma đầu mà hắn tiếp xúc tuy kiêu ngạo, nhưng sau khi chịu thiệt trong tay sư phụ và Hắc Liên, gã vẫn luôn rất thận trọng,
lời nói và hành động đều mang lại cho Dương Bách Xuyên cảm giác cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ không giống. Lão ma đầu hiện tại tràn đầy cuồng bào, có khí thế khinh thường thiên địa. Mang đến cho Dương Bách Xuyên cảm giác đây mới là ma đầu chân chính. Ngang ngược tà khí, coi thường tất cả. Lúc này Dương Bách Xuyên chẳng những không sợ, mà trái lại còn muốn hành động, hận không thể xông lên phân cao thấp ngay lập tức. Thật ra hắn cũng không biết thực lực hiện tại của mình có thể đánh thắng lão ma đầu hay không. Nói cách khác, nếu bỏ qua cảnh giới chỉ xét thực lực, thì hắn không biết mình có thể đạt cấp bậc gì. Trước khi đột phá lên phi thăng cảnh trung kỳ, hắn có thể chém giết nhân vật phi thăng cảnh đại viên mãn cấp bậc thánh chủ. Bây giờ tu vi đã đạt đến phi thăng cảnh trung kỳ, đã tích lũy nhiều năm, Dương Bách Xuyên không biết hiện giờ mình có bao nhiêu tiềm lực, hắn muốn thử sức. Lão ma đầu cùng lắm cũng chỉ có thực lực thì tương đương tán tiên tứ chuyển, không có khả năng quá cao. Nếu có thể đánh bại lão ma đầu thì hắn sẽ có hiểu biết trực quan về thực lực của mình. Đương nhiên đây chỉ là Dương Bách Xuyên tự tin về chính mình, rốt cuộc hắn có thể đánh bại lão ma đầu Vu Minh Tuyền hay không thì hắn không nắm chắc chút nào. Lúc này, Vu Minh Tuyền tự nói là đã dung hợp ma hồn thứ hai, toàn thân lộ rõ ma tính và tà khí, rất không đơn giản. Nghe lão ma đầu nói xong, Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, cho dù ngươi đã dung hợp ma hồn thứ hai thì sao nào? Chẳng phải vẫn bị ta dẫm nát dưới chân, nhúc thể bị dẫm thành bánh thịt sao? Có câu đánh người không đánh mặt, mắng người không chọc vào chỗ đau, câu nói này của Dương Bách Xuyên tuyệt đối là hai bút cùng vẽ, vừa đánh vào mặt vừa chọc vào chỗ đau của lão ma đầu. Được, được được được, hôm nay bản quân sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không chết được. Huyết ma xuất khiếu, huyết sát. Lão ma đầu bị một câu nói của Dương Bách Xuyên đả kích dữ dội, nổi trận lôi đình. Gã nói xong, con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một vệt huyết quang mang theo uy lực có thể bóp méo không gian bắn về phía Dương Bách Xuyên. Tốc độ nhanh như chớp, may mà Dương Bách Xuyên vẫn luôn phòng bị, lập tức vung kiếm chém xuống. Ầm ầm, một kích va đụng, Dương Bách Xuyên sợ hết hồn, hiện tại một kiếm của hắn không tầm thường. Vậy mà một đạo huyết sát trong con mắt thứ ba của lão ma đầu lại trực tiếp phá kiếm khí, hơn nữa khí thế không giảm, tiếp tục nện vào người hắn. May là có kiếm đồ long chắn ở trước ngực, nếu không thì chưa biết chừng lần này lồng ngực hắn đã bị xuyên thủng rồi. Một kích này của lão ma đầu quá mạnh. Hai chân của Dương Bách Xuyên vạch ra dấu vết dài hơn 30 mét, cơ thể mới ổn định lại. Lúc này lão ma đầu không cho hắn cơ hội lấy hơi, thình lình xông tới. Bốn cánh tay phóng ra ma khí, tấn công như rồng cuộn. Bốn cánh tay dài ngoằng, khi sắp đến trước người Dương Bách Xuyên thì hóa thành ma mãng cắn xé. Gừ 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 gừ. Có thể phát ra tiếng kêu. Dương Bách Xuyên biết bây giờ lão ma đầu không e sợ gì nữa, đã dốc toàn sức lực ra tay rồi. Tức thì hắn không dám lơ là, kiếm đầu long trong tay bỗng chém ra bốn thanh nhát. Hắn cũng thét dài, toàn thân phát ra ánh sáng vàng, thôi động mệnh tinh âm dương. Thần thông mệnh tinh chuông đông hoàng gia trì trên người, cánh cửa u đô xuất hiện sau lưng, tượng thần mệnh tinh cũng hiện ra trên đỉnh đầu, tuy là trạng thái hư ảnh nhưng ngồi xếp bằng, đầu đội trời, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn lạnh lùng hừ mũi, người tưởng ta không có thủ đoạn đấy à? Hắn chém ra bốn kiếm liên tiếp, ầm ầm không ngừng, nhưng vẫn không đỡ được bốn cánh tay của lão ma đầu tấn công. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, tượng thần mệnh tinh bỗng mở mắt, thôi động chân nguyên và lực thần hồn. Cảm chi lực pháp tắc thiên địa, vận chuyển thần thông phương thốn càn khôn lần nữa. Lần này hắn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Khiến hắn mừng rơn trong lòng. Hắn phát hiện ra phạm vi ảnh hưởng của thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn tuy vẫn là khoảng cách 100 mét, nhưng sau khi phóng ra cảm chi thông qua tượng thần mệnh tinh, dường như tất cả những gì trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng hơn, hoặc là nói có dấu vết mà lần theo. Dưới trạng thái này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bốn con mãng xà do bốn cánh tay của lão ma đầu hóa thành có tốc độ di chuyển chậm dần, hắn có thể nhìn ra vị trí chúng muốn tấn công mình một cách chính xác. Tựa như cảnh quay chậm trong phim. Thật ra Dương Bách Xuyên biết đây là lực lượng pháp tắc ảnh hưởng đến quỹ tích vận hành của bốn cánh tay lão ma đầu. Dẫn đến mọi thứ trong mắt hắn đều biến thành có dấu vết mà lần theo. Hơn nữa, sau khi thần thông pháp tắc lấy tượng thần mệnh tinh làm chủ đạo, hắn thấy khả năng cảm chi càng mạnh hơn. Càng có cảm giác thuận lợi suôn sẻ, sự thay đổi này vô cùng kỳ diệu, không thể diễn tả thành lời, nhưng hắn biết đây là công lao của tượng thần mệnh tinh. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện dùng tượng thần mệnh tinh để thi triển thần thông pháp tắc, hôm nay cũng chỉ vô tình mà thôi. Hiệu quả rất tốt, khóe môi nở nụ cười,
Dương Bách Xuyên thình lình chém vào một cánh tay của lão ma đầu. Phập! Á, thằng nhãi tìm chết, đau chết bản quân. Sau khi tìm đúng quy luật, Dương Bách Xuyên chém một kiếm chặt đứt một con mãng xà, hay nói chính xác hơn là cánh tay của lão ma đầu, làm cho gã kêu gào thảm thiết. Thật ra Dương Bách Xuyên biết đây là một phần thần hồn của lão ma đầu, bị chặt đứt sẽ tổn thương tới ma hồn của gã, không đau mới lạ. Sau một kích có hiệu quả, Dương Bách Xuyên rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục chém nhát thứ hai, thứ ba. Cả bốn cánh tay của lão ma đầu đều bị hắn chém hết. À à à, bản quân giết ngươi. Sau khi bốn cánh tay bị chặt đứt, lão ma đầu hoàn toàn bại lộ, trở nên điên cuồng như đã mất lý trí. Sau đó, con mắt thứ ba của lão ma đầu tỏa ra huyết quang, lại thêm một luồng huyết quang tấn công nhanh như chớp. Lại thêm một chiêu, ta đã đợi từ lâu. Dương Bách Xuyên cười khẩy, thầm niệm trong lòng, một tia sáng bạc lóe lên rồi biến mất, như tia chớp xé rách bầu trời. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó giống kim thêu dài bằng ngón tay. Thật ra đây là vĩ hậu châm mà Phong Tiên Cửu Nhi đã tặng hắn ở vườn hoa Lam Tâm. Đây là vĩ hậu châm của cửu xí tiên phong cấp bậc tiên vương chân chính. Dương Bách Xuyên vẫn luôn nuôi nó trong đan điền, chờ ngày sử dụng. Lúc trước hắn đã quan sát, huyết quang hoặc là nói huyết sát trong con mắt thứ ba của lão ma đầu cực kỳ mạnh, nhưng sau khi sử dụng sẽ có một thời gian nghỉ, lúc không sử dụng nó sẽ nhắm lại, chỉ cần mở ra chính là nhược điểm. Điểm này không cần nghĩ cũng biết. Đối mặt với huyết sát của lão ma đầu phóng đến, lần này Dương Bách Xuyên không vung kiếm phòng thủ, mà tập trung khống chế cửu xí phong châm tấn công con mắt thứ ba của lão ma đầu. Huyết quang phát ra từ con mắt thứ ba của lão ma đầu khiến hắn e ngại, nhưng vẫn chưa thể lấy mạng hắn. Và lại, không phải là hắn không phòng thủ, bởi vì lúc này chuông Đông Hoàng đang vận chuyển bên ngoài cơ thể chính là lớp phòng ngự tốt nhất. Dương Bách Xuyên tập trung khống chế cửu xí phong châm, chỉ cần thành công thì lão ma đầu nhất định sẽ bị thương nặng. Cho dù hắn bị thương chút cũng đáng. Bởi vì mắt là vị trí tử huyệt, xét về tổn thương thì chắc hẳn lão ma đầu sẽ bị thương nặng hơn hắn. Cuộc trao đổi này đáng giá. Phụt. Á. Hai tiếng nổ liên tiếp, hai tiếng kêu đau vang lên. Âm thanh hộc máu dẫn trước là của Dương Bách Xuyên, bởi vì huyết sát của lão ma đầu đập vào người hắn, lớp phòng ngự của chuông Đông Hoàng chặn được phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn bị huyết sát tấn công mà tan biến. Một kích này nện trúng ngực hắn. Tức thì Dương Bách Xuyên cảm thấy xương ngực cũng lõm xuống, phun ra một ngụm máu. Hắn không chịu đựng được, cơ thể bay ngược ra ngoài. Khi bay ngược ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết cùng với trạng thái bi thảm của lão ma đầu Vu Minh Tuyền. Hắn điều khiển cửu xí phong châm đâm vào con mắt thứ ba của lão ma đầu, làm cả khuôn mặt của lão ma đầu nổ tung, gã phát ra tiếng kêu đứt ruột đứt gan, ngã ra đằng sau. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì nở nụ cười, hắn biết là lần này lão ma đầu chắc chắn bị thương nặng hơn mình. Ngực hắn bị gãy xương nhưng không sao hết, một giọt nước sinh mệnh là có thể khôi phục. Nhưng lão ma đầu thì khác, không chỉ bị một châm của hắn phá hủy gương mặt mà thần hồn còn bị thương. Do đó, Dương Bách Xuyên biết mình hơi to. Khụ khụ, ha ha, ta chống mắt lên coi lão ma đầu ngươi ngông cuồng. Tên họ Dương nào đó đứng dậy. Sau đó uống một giọt nước sinh mệnh để chữa trị vết thương gãy xương trên ngực, vừa nói vừa đi đến chỗ lão ma đầu ngã sóng xoài dưới đất. Hồn của lão ma đầu này không dễ bị hủy diệt, nhưng hắn không tin. Lợi hại thì sao nào? Lão ma đầu vẫn là phượng hoàng đáp đất không bằng gà, hơn nữa ma hồn của gã còn bị trấn áp phong ấn khắp nơi, ma hồn đã tiêu hao không biết bao nhiêu năm tháng rồi, dù mạnh cũng có hạn. Dương Bách Xuyên đến cách ma đầu 30 mét thì dừng lại, trong lòng chợt động. Cảm nhận được cửu xí phong châm vẫn ghim trong đầu lão ma đầu, nhưng lúc này nó đang rung rung. Hả? Lẽ nào lão ma đầu còn chuẩn bị hậu chiêu? Trong khi Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy, trên người lão ma đầu lóe lên một tia sáng bạc, bay vèo về phía hắn. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, tia sáng bạc này dừng trước mi tâm. Chính là cửu xí phong châm của hắn. Nó bị lão ma đầu cưỡng chế rút ra, quay lưng đả thương hắn. Nhưng cửu xí phong châm là bảo vật do Dương Bách Xuyên luyện hóa, có liên kết tinh thần, tất nhiên nó không thể đả thương hắn. Dương Bách Xuyên chỉ cần nghĩ trong đầu là nó đã dừng lại trước mi tâm. Dương Bách Xuyên vung tay lên, thu cửu xí phong châm vào trong cơ thể. Hắn nhìn sang, lão ma đầu Vu Minh Tuyền đã đứng dậy. Nhưng lúc này trên mặt gã máu thịt be bét, đã bị cửu xí phong châm phá hủy gương mặt. Dương Bách Xuyên biết lão ma đầu lợi hại, ma hồn không thể hủy diệt.
hắn cũng không trông cậy vào một châm có thể giết chết đối phương, có thể phá hủy gương mặt gã đã tốt lắm rồi. Không thể giết chết nhưng ít nhất cũng làm lão ma đầu bị thương. Tiểu bối, ngươi, được lắm, lúc này, rõ ràng là ngũ quan của lão ma đầu đã bị hủy, nhưng gã vẫn có thể nói chuyện. Dương Bách Xuyên nhìn sang thì thấy lão ma đầu chậm chậm lắc cổ. Sau đó, một gương mặt khác xuất hiện. Đó là gương mặt mơ hồ không rõ lúc trước, huyết phụ từ từ biến mất, để lộ ra một gương mặt khiến Dương Bách Xuyên sởn gai ốc. Gương mặt này không có mắt, nhưng có ba cái miệng. Ngoài ra không còn gì khác. Đây là mặt song diện ban đầu của lão ma đầu. Sau khi một gương mặt bị hắn phá hủy, gương mặt phía sau này lộ ra. Một gương mặt rất kỳ lạ, ba cái miệng tạo thành hình chữ phẩm. Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lúc này, một trong ba cái miệng của lão ma đầu nói, thằng nhãi nhà ngươi đáng chết. Một câu nói của lão ma đầu đã chọc giận tên họ Dương nào đó, hắn lập tức mắng lại, lão ma đầu, chưa biết chắc kẻ chết là ai đâu. Dựa vào ba cái miệng của ngươi có thể lật trời chắc. Diễm sát, âm sát, chú sát, chết. Lão ma đầu ngâm nga một tràng, ba cái miệng phát ra ba loại lực lượng, cẩn thận cảm nhận sẽ phát hiện ra đó là sát khí. Ba loại lực lượng hóa thành ba cột sáng màu đỏ, trắng, đen phóng về phía Dương Bách Xuyên. Lần này Dương Bách Xuyên sợ hết hồn, hắn không ngờ ba cái miệng của lão ma đầu lại có thể phun ra ba lực lượng mạnh như vậy. Khí tức bậc này khiến nguyên thần của hắn cảm thấy nguy hiểm. Là sát khí, cũng là ma khí cường đại. Tóm lại là trong cảm chi, khí tức của ba cột sáng mà lão ma đầu phun ra không hề tầm thường. Mau chóng phòng ngự toàn thân mới là đúng đắn. Chuông Đông Hoàng, cánh cửa U Đô, nhục thể chân nguyên, những gì có thể sử dụng Dương Bách Xuyên đều sử dụng hết. Đã cảm thấy bất thường thì chỉ có thể dốc hết sức phòng bị. Kiếm đầu long trong tay cũng không rảnh rỗi. Kiếm khí pháp tắc chém về phía lão ma đầu. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Dương Bách Xuyên chém một kiếm, kiếm khí của hắn lập tức bị cắn nuốt. Ba đạo sát khí mà lão ma đầu phun ra giống như hợp thành một cái miệng rộng, vẫn là hình chữ phẩm tấn công. Kiếm khí của Dương Bách Xuyên đụng vào, biến mất trong ba loại sát khí giống như bị cắn nuốt. Chuyện này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi, nhưng lúc này ba loại sát khí của lão ma đầu đã ập lên người hắn. Keng keng keng. Chuông Đông Hoàng tỏa sáng, phù văn màu vàng vận chuyển phòng ngự, phát ra một tiếng chuông như đang gào thét trong tai Dương Bách Xuyên. Cuối cùng lớp phòng ngự của Chuông Đông Hoàng bị phá, biến mất. Dương Bách Xuyên vội vàng thôi động cánh cửa U Đô, nhưng lại phát hiện ra ba loại lực lượng sát khí của lão ma đầu không tiến vào cánh cửa U Đô. Nói cách khác, cánh cửa U Đô không thể hấp thu ba loại lực lượng này. Thoát cái ba loại lực lượng sát khí đã chui vào trong cơ thể hắn. Để xem lần này thằng nhãi ngươi còn sống nổi không? Lúc này lão ma đầu mới đi tới chỗ cách Dương Bách Xuyên 10 mét, dừng lại nhìn hắn. Dương Bách Xuyên nhận ra hình như mình sắp gặp xui xẻo rồi. Ba loại sát khí nhìn như thực chất nhưng thật ra không phải là thuộc tính lực lượng thần hồn. Khi chúng chui vào trong cơ thể hắn, hắn lập tức có cảm giác thiêu cháy, có cảm giác lạnh lẽo, còn có cảm giác nổ tung. Nói chung là lực lượng trong cơ thể vô cùng hỗn loạn. Chân nguyên của hắn không thể chống lại ba loại lực lượng này, cuối cùng chúng xông thẳng tới đan điền của hắn. Dương Bách Xuyên biết ba loại lực lượng của lão ma đầu rất cường đại nên không dám lơ là, vô cùng căng thẳng và nghiêm túc, nhưng không đến nỗi hoảng loạn, bởi vì trong cơ thể còn có một bảo vật. Không biết bảo vật này có thể trấn áp ba loại lực lượng của lão ma đầu hay không, chắc là có thể. Tất nhiên bảo vật này chính là Thủy Chi Căn Nguyên. Trước đây, để lấy được Thủy Chi Căn Nguyên, Hắc Liên đã rơi vào trạng thái tự vệ, tiếp đến sư phụ ra tay, Bình Càn Khôn cũng có dị tượng. Lúc đó hắn đã ngất xỉu, thậm chí còn mất trí nhớ, được Nguyên Tranh và Nguyên Bảo cứu, sau đó thành đôi với Nguyên Tranh. Khi giao đấu với mấy tên trộm Hàn Quốc, đối phương đã bắn trúng hắn khiến hắn khôi phục ký ức bị phong ấn, bấy giờ hắn mới biết Thủy Chi Căn Nguyên đã ở trong cơ thể mình. Vì vậy, Dương Bách Xuyên tin tưởng Thủy Chi Căn Nguyên Châu có thể đối phó với ba loại lực lượng của lão ma đầu. Tốt xấu gì nó cũng là bảo vật khiến cả sư phụ và Hắc Liên trả giá bằng giấc ngủ sâu mới có được. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên thôi động Thủy Chi Căn Nguyên trong đan điền. Một giây sau, trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng màu xanh lam, ánh sáng lan đến đâu ba loại lực lượng của lão ma đầu hóa thành bụi đến đó, như thể bị ánh sáng màu xanh lam tiêu hủy, hoàn toàn không phải là đối thủ. Dương Bách Xuyên lập tức khôi phục bình thường, một lần nữa cầm kiếm thôi động lực lượng của Thủy Chi Căn Nguyên. Chém về phía lão ma đầu.
Sao có thể chứ? Lão ma đầu Vu Minh Tuyền sốc luôn. Tất nhiên gã cảm nhận được ánh sáng màu xanh lam trên người Dương Bách Xuyên không bình thường. Một giây sau, gã hét to, thằng nhãi ngươi có lực lượng bản nguyên. Lão ma đầu lùi về sau tránh một kiếm của Dương Bách Xuyên, không dám chạm vào. Nhưng nhìn lực lượng màu xanh lam lóe lên trên thân kiếm của Dương Bách Xuyên, gã ta hét lên, thậm chí Dương Bách Xuyên còn nghe ra chút tham lam. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ cần biết lực lượng này có thể giết ngươi là được. Dương Bách Xuyên lại chém một kiếm. Một tay điều khiển thần thông phương thốn càn khôn tấn công lão ma đầu, nhưng lúc này hắn phát hiện ra trên người lão ma đầu có một loại lực lượng đang bài xích thần thông pháp tắc, hoàn toàn không có hiệu quả. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi. Lão ma đầu cười sằng sặc, nhãi danh, bản quân bỏ ra cái giá thiêu đốt thần hồn để cướp đoạt bảo vật bản nguyên trên người ngươi, rất hời. Còn các thần thông khác thì khỏi cần lãng phí trên người bản quân. Hình như vị đại nhân trên người ngươi có vẻ không ổn, đánh lâu như vậy mà hắn vẫn chưa ra, xem ra hôm nay thằng nhãi ngươi nhất định sẽ bị bản quân cướp đoạt cơ thể rồi, ha ha. Trong mắt Dương Bách Xuyên, lúc này toàn thân lão ma đầu tỏa ra ánh lửa đỏ như máu hơi yếu, nhưng xuất hiện khí thế hủy diệt trời đất phát ra từ trên người lão ma đầu. Lão ma đầu thiêu đốt ma hồn muốn cướp thủy chi căn nguyên trên người Dương Bách Xuyên, còn muốn cướp đoạt cơ thể của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng biết là đánh lâu như vậy, lão ma đầu vẫn e sợ trên người mình có sư phụ và Hắc Liên, lúc này xem như gã đang thử, hai người đều không ra mặt giúp đỡ. Bỏ ra cái giá thiêu đốt ma hồn, ma khí cường đại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy run rẩy. Hắn biết lão ma đầu muốn liều mạng. Lúc này, trong ngọn lửa thiêu đốt, ba cái miệng của lão ma đầu khẽ mấp máy, có sát khí lượn lờ. Gã cười gằn nói với Dương Bách Xuyên, thằng nhãi còn thủ đoạn gì nữa thì thi triển đi, không thì đừng trách bản quân cậy lớn bắt nạt nhỏ. Nói thật cho ngươi biết, bản quân đang ở trạng thái thiêu đốt ma hồn thì tán tiên tứ chuyển đỉnh phong của các ngươi cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Ha ha ha, có lực bản nguyên thì sau khi bản quân thôn vệ có thể thu thập ma hồn còn lại, ha ha ha. Lão ma đầu điên cuồng cười to. Dương Bách Xuyên thò tay ra sau tai, cười khổ, cứ tưởng sẽ không dùng đến ân tình này, bản thân mình có thể đối phó, nhưng bây giờ xem ra không dùng không được. Hắn vừa nói vừa rút một sợi lông khỉ sau tai ra, thôi động chân nguyên. Lão ma đầu vô cùng cẩn thận với Dương Bách Xuyên. Sau vài lần tiếp xúc, gã cho rằng tên nhãi này rất kỳ lạ, phải cẩn thận mới được, nếu không rất dễ lật thuyền. Thần thức quét qua, gã trông thấy một sợi lông trong tay Dương Bách Xuyên, lập tức cười to ha hả, nhãi danh, người cầm một sợi lông dọa ai thế? Hết chiêu rồi thì quỳ xuống xin tha, bản quân có thể tha mạng cho ngươi. Ha ha, một sợi lông cũng đủ đối phó với ngươi. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên nhìn lên đỉnh đầu. Lúc này, một tia chớp màu tím ngưng tụ, hóa thành một con khỉ sáu tai. Tiểu tử kia, nhanh như vậy đã gọi là có chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu vừa xuất hiện đã lên tiếng hỏi. Trong lòng Dương Bách Xuyên lại vô cùng chấn động, con khỉ này đã đưa cho hắn ba cái lông, ra tay ba lần, nhưng nếu đã gọi thì nhất định sẽ tới, không hề nói xạo. Khỉ rất giữ chữ tín. Dương Bách Xuyên cảm thán nói, gì nhỉ, Lục Nhĩ huynh đệ, ta bị lão ma đầu kia ép tới không còn cách nào, bất đắc dĩ mới mời huynh ra tay. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa xuất hiện đã nói chuyện với Dương Bách Xuyên, căn bản không thấy còn có một lão ma đầu Vu Minh Tuyền, nghe Dương Bách Xuyên nói thì mới xoay người nhìn. Lúc này mới xoay người nhìn, ánh mắt rơi trên người ma đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu híp mắt soi mói, ma hồn ma quân, đáng tiếc là bị phân chia, nếu không thì quả thật là phiền phức. Nhưng mà dù là như vậy thì thực lực cũng ngang bằng với tán tiên tứ chuyển, nếu cộng thêm một số mánh khóe của ma tộc thì ngay cả tán tiên ngũ chuyển cũng không đấu lại được, đúng là đáng để ta ra tay, được, nhớ lấy, Lục Nhĩ ta còn nợ ngươi hai lần. Dương Bách Xuyên nghe Lục Nhĩ nói vậy thì thầm kinh hãi, theo cách nói của Lục Nhĩ. Hôm nay lão ma đầu này bùng phát, thì ngay cả tán tiên ngũ chuyển cũng khó mà ngăn cản. May mà hắn triệu hoán được Lục Nhĩ Mi Hầu. Phải biết là hầu tử có cấp bậc tiên vương, chỉ là lúc trước Niết Bàn bị thương, mất đi cảnh giới, bây giờ mấy chục năm không gặp, Lục Nhĩ Mi Hầu mang lại cho hắn một cảm giác sâu không lường được, cũng không biết có thể xử lý lão ma đầu hay không. Được, Dương Bách Xuyên nhếch miệng trả lời, hắn không nhịn được nói, ma hồn của lão ma đầu này rất quỷ quyệt. Bị phong ấn ở tu chân giới biết bao nhiêu năm cũng không diệt được, huynh có cách nào hủy được thần hồn của ông ta không? Hừ, ma hồn ma quân quả thật là rất mạnh, nhưng đáng tiếc ông ta đã bị yếu đi, với người khác không dễ nhưng với ta mà nói, diệt ông ta đơn giản như trở bàn tay.
Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chằm chằm lão ma đầu. Vốn dĩ hiện trường bỗng nhiên xuất hiện một con khỉ, lại chỉ nói chuyện với Dương Bách Xuyên mà coi nhẹ lão ma đầu, khiến ông ta vô cùng tức giận, nhưng ngay sau đó cơ thể lão ma đầu run rẩy nhìn chằm chằm con khỉ, không dám làm bừa. Bởi vì từ trên người con khỉ lão ma đầu cảm nhận được khí tức yêu tộc không giống với tu chân giới. Cũng nghe được những lời nhận xét của con khỉ dành cho ông ta, đối phương căn bản không xem một ma quân như ông ta ra gì. Lão ma đầu không chắc, lúc trước trong người tên tiểu tử Dương Bách Xuyên có năng lượng bảo vệ cơ thể, bây giờ chỉ nhổ một sợi lông đã triệu hoán ra được một con khỉ. Hơn nữa còn không phải là một con khỉ thông thường, lúc này, lão ma đầu không thể nhìn thấu được con khỉ bên cạnh Dương Bách Xuyên, một cỗ hơi thở nguy hiểm đang bao phủ lấy lão ma đầu. Thật ra, thời điểm con khỉ này xuất hiện, lão không hề có bất cứ cảm giác nào, không biết có sinh vật sống xuất hiện, và làm thế nào nó lại có mặt ở đây. Không nói tới lão ma đầu, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng chỉ có cảm giác khi mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện, giống như là xuyên qua thời không để tới. Nhưng từ điều này có thể thấy, đối phương không phải hạng đơn giản. Trong lúc nói chuyện lão ma đầu ý thức được con khỉ này đã lật tẩy hết gốc gác của mình, ông ta không thể không căng thẳng. Cuối cùng lão ma đầu không nhịn được nổi giận gầm lên, khỉ hoang ở đâu chui ra ăn nói ngông cuồng, muốn ăn đòn sao? Lão ma đầu thử tấn công thăm dò, lão há miệng phun ra ba cỗ tà khí. Dương Bách Xuyên nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, giao cho huynh đó, ta muốn lão ta phải chết. Hôm nay trả cho ngươi một nhân tình, dứt lời, cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy lên, hướng thẳng về phía lão ma đầu. Không tiến mà còn lùi, đối mặt với ba cỗ tà khí của lão ma đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay rất hung bạo, trực tiếp vung nắm đấm đập thẳng tới. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cảm nhận được linh khí của đất trời dày đặc hội tụ trên nắm đấm của Lục Nhĩ Mi Hầu, mặc dù không biết đối phương sử dụng thần thông gì, nhưng chắc chắn là một loại pháp lực lợi hại nào đó. Ầm rắc, một tiếng nổ vang lên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ba loại tà khí của lão ma đầu bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh vỡ tan, bản thân hắn lại không hề bị ảnh hưởng, ngay sau đó vèo một tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã lại gần kẻ địch. Hắn xuất hiện trước mặt lão ma đầu, đột nhiên vung quyền. Ầm ầm ầm. Vô số cái bóng xuất hiện rơi trên người lão ma đầu. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu và lão ma đầu không ngừng di chuyển, từ mặt đất lên trời, từ trên trời xuống đất. Ầm rắc, cuối cùng cũng tiếp đất. Ngay từ khi bắt đầu, lão ma đầu dường như chỉ có kêu thảm mà không có lực đánh trả, còn Lục Nhĩ Mi Hầu thì đánh đối phương tơi bời. Mí mắt Dương Bách Xuyên nhảy dựng, hắn và lão ma đầu giao chiến với nhau bị thương tổn nguyên khí, cuối cùng suýt chút nữa còn bị ba loại tà khí của lão ma đầu nhập thể, mặc dù có thủy chi căn nguyên hóa giải, nhưng vẫn bị hỗn loạn khí huyết và chân nguyên trong cơ thể, trong lúc Lục Nhĩ Mi Hầu đánh lão ma đầu tơi bời, hắn điều dưỡng thân thể. Nhìn thấy trận chiến kết thúc, Dương Bách Xuyên thở ra một hơi khí độc, hắn đứng dậy bước tới. Chỉ thấy cơ thể đỏ thẫm của lão ma đầu đã không rõ hình dáng, bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh tới biến dạng, hiện tại chỉ còn lại quả cầu lửa đỏ như máu bị Lục Nhĩ Mi Hầu dẫm dưới chân. Có lẽ là ma hồn của lão ma đầu. Huynh đánh bại lão ta thế nào vậy? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi Lục Nhĩ Mi Hầu. Hầu tử nhếch miệng nói, rất đơn giản, tu vi của ông ta cao lắm thì cũng chỉ là tứ chuyển đỉnh phong, tu vi của ta cao hơn, ta đánh lão ta có gì mà khó. Hầu tử nói khiến khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, con mẹ nó, hắn liều mạng đánh nhau với lão ma đầu, nếu mà dễ như ngươi nói thì tốt rồi. Xử lý ma hồn của lão ta thế nào? Hầu tử hỏi. Huynh không thể diệt lão ta sao? Dương Bách Xuyên nhìn hầu tử. Đương nhiên có thể, nhưng mà ma hồn của lão ta có chút đặc biệt, nếu muốn hủy diệt hoàn toàn thì ta cần phải tốn chút công sức, nếu ngươi tin tưởng thì giao cho ta, ta sẽ mang về luyện hóa lão, bảo đảm lão không gây ra được sóng gió gì. Hầu tử suy nghĩ một lúc rồi nói với Dương Bách Xuyên. Được, chỉ cần đừng để lão ta ra ngoài hại người là được, huynh xử lý đi. Dương Bách Xuyên nghĩ có lẽ hầu tử tạm thời không có cách diệt ma hồn, giao cho hắn thì hắn cũng chịu, còn không bằng để hầu tử mang đi. Thu, Lục Nhĩ Mi Hầu làm việc sạch sẽ lưu loát, không hề dây dưa dài dòng, Dương Bách Xuyên vừa nói xong hắn chỉ ngón tay về phía ma hồn của lão ma đầu đang bị giẫm, ngay lập tức ngọn lửa dập tắt, hóa thành một viên hạt châu to bằng nắm tay. Lục Nhĩ Mi Hầu nói với Dương Bách Xuyên, yên tâm thế gian sẽ không còn ma đầu này nữa, ta đi đây. Đợi đợi đã, Dương Bách Xuyên nghe nói hầu tử muốn đi, đâu như vậy được,
khó khăn lắm mới triệu hoán ra được vị đại thần lật tay đã thu phục được lão ma đầu, sao có thể dễ dàng để cho hắn rời đi. Cho dù hù dọa thì cũng phải dù họa trước mặt đám tu sĩ kia. Hơn nữa hiện trường còn có 5 lão già mà hắn muốn giết. Còn chuyện gì nữa? Hầu tử nhíu mày, hắn dừng chân rồi xoay người hỏi. Dương Bách Xuyên cười gian trá, nếu đã tới đây rồi, huynh giúp ta xử lý luôn đám tán tiên kia đi. Tặng ngươi 3 cọng lông ra tay 3 lần, ta đã giúp ngươi 1 lần rồi, muốn giết mấy người kia cũng được, sử dụng cái lông thứ 2 đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Vậy mà cũng tính, Dương Bách Xuyên trợn mắt. Đương nhiên tính. Vậy thì bỏ đi, ta tự mình giải quyết là được. Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không lãng phí lông của Lục Nhĩ Mi Hầu, nếu là 5 người Nạp Lan Ngự Phong, hắn và mấy thần thú, đại yêu chỉ mất thêm chút thời gian mà thôi, cũng không phải không xử lý được. 3 cọng lông của hầu tử, hôm nay đã dùng mất 1, chỉ còn lại 2. Thời điểm quan trọng có thể lấy ra cứu mạng, hắn sẽ không hoang phí. Hai mắt Dương Bách Xuyên đảo một vòng, nhưng mà Lục Nhĩ huynh đệ, tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em cùng chung hoạn nạn, nghiêm khắc mà nói thì ta còn là ân nhân cứu mạng của huynh đó, khó khăn lắm huynh mới tới địa bàn của ta 1 lần, sao có thể dễ dàng đi vậy được, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng phải ta sẽ bị người khác chê cười sao. Huynh đợi một chút, đợi ta giải quyết xong mấy tán tiên này, chúng ta uống một trận. Bảo ta áp trận cho ngươi thì nói thẳng, lòng vòng như vậy làm gì, con người các ngươi thật dối trá. Lục Nhĩ Mi Hầu nói toạc suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên. Khụ khụ, bị Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấu tâm tư, mặt Dương Bách Xuyên đỏ lên, nhưng da mặt hắn dày, đâu thèm quan tâm Lục Nhĩ mắng, hắn cười nói, Lục Nhĩ, huynh cũng thấy đó, hôm nay tiểu đệ bị người ta đến tận nhà bắt nạt rồi, nếu không dùng thủ đoạn thì sau này làm sao còn chỗ đứng ở tu chân giới. Được rồi, ta đáp ứng giúp ngươi áp trận là được, nhưng sẽ không ra tay. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Dương Bách Xuyên làm cho phiền não, trực tiếp ngắn lời, đồng ý với hắn. Được, biết ngay chúng ta là huynh đệ cùng chung hoạn nạn mà. Dương Bách Xuyên mặt dày lôi kéo quan hệ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước ở vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương, Dương Bách Xuyên quả thật đã giúp Lục Nhĩ Mi Hầu và Cửu Xí Phong Hậu. Mấy tán tiên bị chúng đại yêu bao vây ở phía xa, bọn họ vẫn luôn chú ý tới sự thay đổi trên chiến trường, từ khi con khỉ xuất hiện đánh lão ma đầu tơi bời. Trừng trị lão ta, Lục Nhĩ Mi Hầu khiến tất cả mọi người chấn động và áp lực vô cùng lớn. Sau khi thấy dáng vẻ nói chuyện cười đùa của Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu, trong lòng mọi người trầm xuống, toi rồi, không biết Dương Bách Xuyên mang viện binh từ đâu tới. Một con khỉ có thể diệt được lão ma đầu dễ như trở bàn tay thì đương nhiên cũng diệt được bọn họ chỉ trong nháy mắt, trong lòng 5 người Nạp Lan Ngự Phong phát lạnh. Mặc dù Lục Nhĩ Mi Hầu không nói tu vi của hắn là cấp bậc gì, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ, chỉ cần lật tay đã có thể xử lý được lão ma đầu, ít nhất thì cấp bậc của hắn cũng phải là tán tiên ngũ chuyển. Đương nhiên đây chỉ là Dương Bách Xuyên đoán, năm đó Lục Nhĩ và Phong Tiên Phá Trứng đã nói tu vi của nàng bị hao tổn tương đương với tán tiên tứ chuyển, hiện tại trải qua mấy chục năm không gặp, người ta đường đường là tiên vương, có lẽ thực lực khôi phục cũng rất nhanh, hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu và Phong Tiên là tiên thể chân chính, lúc dùng rượu ngon phá trứng cũng không bị tổn hại nhiều. Thế nên hôm nay con khỉ này thô bạo đánh lão ma đầu rồi tiêu diệt ông ta cũng là chuyện trong dự liệu. Dương Bách Xuyên giữ Lục Nhĩ Mi Hầu ở lại là để cho người của mấy đại thánh địa và những tán tiên kia thấy, sau lưng Dương Bách Xuyên ta có người, liều bối cảnh mà thôi, lão tử ngay cả yêu tiên cũng có thể gọi tới. Đám tán tiên như các ngươi là cái rắm gì? Quả thật, những tán tiên kia bao gồm cả Diệu Tiên và Thánh Chủ Đao Trùng. Sau khi nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu lật tay đã có thể tiêu diệt được lão ma đầu, trong lòng ai nấy đều hoảng sợ không thôi. Lúc này, nhìn dáng vẻ thân quen của Dương Bách Xuyên và hầu tử, mặc dù mọi người không nghe được cuộc trò chuyện giữa một người một khỉ, nhưng tất cả đều nghĩ tới một khả năng. Con khỉ này chống lưng cho Dương Bách Xuyên. Trước đó lão ma đầu đã hét lên vì sợ hãi. Dù sao thì sự xuất hiện của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Với Dương Bách Xuyên mà nói, đây chỉ là mượn cáo oai hùm mà thôi, cho dù Lục Nhĩ Mi Hầu không ra tay thì hắn cũng có thể khiến cho tâm thần của những tán tiên kia đại loạn, thế là đủ rồi. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đồng ý áp trận là đã nể mặt lắm rồi. Dương Bách Xuyên rèn sắt khi còn nóng, hắn 5 người Nạp Lan Ngự Phong đang vây lấy đám tử hoàng, Dương Bách Xuyên không có ý định tha cho kẻ đầu tiêu tính kế với vân môn của hắn. Sát khí ngút trời, hắn chuẩn bị giết chết 5 người này. Nhưng mới chỉ đi được vài bước, bên tai hắn vang lên giọng nói của Lục Nhĩ Mi Hầu.
Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, người muốn giết chết những tán tiên này. Dương Bách Xuyên không quay đầu, hắn ngạc nhiên khi Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi nhưng vẫn trả lời, đúng. Ai cũng có thể nhìn ra dáng vẻ đằng đằng sát khí của hắn. Đảo tán tiên có một lão già lục chuyển, người nên cố gắng đừng trêu chọc thì hơn, nếu như tán tiên lục chuyển ra tay, ta cũng không làm gì được. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Sao ngươi biết đảo tán tiên có tán tiên lục chuyển? Dương Bách Xuyên nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói vậy thì trong lòng hơi nghẹn lại, mấy lão khốn nạn này tính kế vân môn của hắn, chẳng lẽ cứ vậy mà tha cho bọn họ? Ta tới đây từ đảo tán tiên, vậy nên biết rõ ở đó có tán tiên lục chuyển, người giết chết những người này là lựa chọn không khôn ngoan, hơn nữa có một tên là người của tiểu yêu giới. Tiểu yêu giới cũng là nơi khiến người phải đau đầu, người nghe ta, ép bọn họ mở thiên môn phi thăng là được. Sau này cho dù có người của đảo tán tiên hay tiểu yêu giới đến thì còn có đường quay về. Nhưng nếu hôm nay ngươi giết chết những người này, tất cả sẽ không còn đường sống, ngươi suy nghĩ rõ ràng rồi ra tay. Hai tay Dương Bách Xuyên siết chặt nổi đầy gân xanh, lẽ nào thật sự phải tha cho lũ khốn nạn này? Nếu hôm nay hắn không trở về thì sao? Nếu hắn không kịp thời quay lại, lần này Vân Môn sẽ bị ma tộc và đám gọi là cao thủ chính đạo hủy diệt, vợ con hắn, đệ tử hắn. Bạn bè người thân, thuộc hạ và những đại yêu theo hắn vào sinh ra tử đều sẽ chết, toàn bộ vân môn tiên cảnh trở thành một đống phế tích. Đây chính là kết quả của lần này. Bây giờ nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên rất rối rắm, cũng tràn đầy tàn bạo. Tán tiên lục chuyển. Mặc dù hắn không biết tán tiên lục chuyển mạnh tới đâu nhưng khi tiếp xúc với cấp bậc tứ chuyển đã có thể tưởng tượng được. Nếu tán tiên lục chuyển thật sự xuất hiện, hắn quả thật không thể chống đỡ được. Nhưng lẽ nào vì sau lưng người khác có tán tiên cường đại mà hắn phải tha cho kẻ địch đã tính kế với vân môn? Nếu lần này hắn không trở về kịp thời thì hậu quả chính là diệt môn. Cục tức như vậy, bảo hắn làm sao nuốt trôi? Hôm nay nếu ta không về kịp thì đợi ta sẽ là vân môn bị hủy diệt, không giết đám khốn kiếp này, ta còn tu chân cái quái gì nữa? Ngay cả người thân bằng hữu cũng bị bắt nạt, ngay cả giám cũng không dám thả, vậy thì tiên đạo này không tu cũng được. Dứt lời. Dương Bách Xuyên bước chân vào trận pháp. Lúc này, Dương Bách Xuyên không thấy vẻ mặt của Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng có chút thất thần, hắn nhìn bóng lưng của Dương Bách Xuyên, đúng vậy, con đường cầu đạo, nếu ngay cả bảo vệ tộc nhân của mình cũng không làm được thì còn cầu cái gì nữa. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu bật cười. Dương Bách Xuyên mang theo sát khí vọt vào trong trận pháp, hắn đã mệnh lệnh cho đám tử hoàng, nếu như không giết được thì vây bọn họ lại. Vậy nên cho tới hiện tại, chỉ có châu thần ngũ sắc là xông vào đại trận chém giết, nhưng cũng chỉ tấn công phòng thủ. Còn đám Nạp Lan Ngự Phong đã bị ép tới sát rìa, trông vô cùng chật vật. Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Dương Bách Xuyên vọt vào đại trận, Nạp Lan Ngự Phong làm khó dễ nói, đừng có đợi nữa, tên tiểu tử này thật sự muốn lấy mạng của chúng ta, đợi khi thiên kiếp phủ xuống thì giết hắn đi. Nạp Lan Ngọc Phong nói xong, toàn thân đột nhiên gầm lên, sau đó hơi thở dâng trào, nhưng lại buông ra áp chế. Tán tiên sau tam chuyển bị ràng buộc bởi quy tắc tu chân giới, phải phi thăng tiên giới mới được, bởi vì tán tiên có tu vi đạt tới tứ chuyển thì tương đương với tiên nhân. Mà đa số tán tiên đạt tới tam chuyển thì không muốn phi thăng tiên giới, bởi vì cho dù tới tiên giới thì vẫn phải chịu tán tiên kiếp 1000 năm một lần, pháp tắc ở tiên giới còn mạnh hơn, vậy nên rất nhiều tán tiên đều lựa chọn ở lại tu chân giới. Toàn bộ tu chân giới chỉ có đảo tán tiên là nơi có thể tránh né được tán tiên kiếp. Rất nhiều tán tiên độ kiếp xong thì ở đây. Mấy người Nạp Lan Ngự Phong chính là như vậy, tu vi của bọn họ là tán tiên tứ chuyển, sau khi ra khỏi đảo tán tiên, để tránh né pháp tắc của thiên đạo, ép tu vi xuống tán tiên tam chuyển. Nhưng hiện tại đã buông bỏ áp chế thì sẽ có hai hậu quả, một là tán tiên kiếp lần thứ năm, hai là tiên giới mở cửa, bọn họ bị cưỡng chế phi thăng lên tiên giới, khi tới đó độ kiếp của tiên giới còn kinh khủng hơn, dù sao thì đều là vấn đề nan giải. Lúc này nhìn ra Dương Bách Xuyên thật sự muốn giết bọn họ, tất cả đều lựa chọn buông bỏ áp chế, so với việc bị Dương Bách Xuyên giết chết, chỉ bằng đánh cược một lần còn hơn. Hơn nữa còn thêm một con khỉ sâu không lường được ở bên, điều này làm cho đám người Nạp Lan Ngự Phong áp lực rất lớn. Bọn họ đều là tán tiên tứ chuyển vẫn luôn trốn ở đảo tán tiên, lần này ra ngoài cũng ra phụng mệnh làm việc, giết chết ma tộc ở tu chân giới, đây là nhiệm vụ quan trọng của bọn họ, không quan tâm dùng tới thủ đoạn gì. Ai ngờ tính toán không cẩn thận, ngược lại ép bản thân vào con đường chết. Ngàn vạn lần không ngờ Dương Bách Xuyên lại xuất hiện, còn quỷ quái như vậy. Lúc này chỉ có thể đánh một trận. Bọn họ cũng đã nhìn thấy thực lực của Dương Bách Xuyên,
Tên tiểu tử này quá tà tính, có thể đánh ngang với tán tiên tứ chuyển. Nếu lúc này mà họ còn không bỏ áp chế cảnh giới thì sẽ bị Dương Bách Xuyên giết chết. Với họ mà nói, hiện tại buông bỏ áp chế chỉ có một con đường, dẫn tán tiên kiếp lần thứ 5 tới, vượt qua thì sẽ phi thăng, không qua thì bị thiên kiếp đánh cho thành cho bụi. Chọn cái nào cũng là đường chết, bởi vì so với giới tán tiên mà nói thì chỉ được xem là tiểu tán tiên, tới tiên giới thì uy lực của thiên kiếp sẽ càng mạnh, sao có thể đỡ được. Lần này bọn họ bị Dương Bách Xuyên ép vào đường chết. Ầm 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 ầm. Dứt lời, bốn tiếng sấm vang lên. Bổ thẳng xuống tam kiếm thượng nhân của Thiên Kiếm Sơn, lăng duyệt của Thông Tiên Cung, chân đan tử của Bách Luyện Sơn Trang, Thiên Lang chân quân đứng sau U Linh Chi Đô, khí thế trong cơ thể đều tăng mạnh. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn, trong bốn người họ chỉ có Thiên Lang chân quân là để trạng thái hóa thú, trở thành một người sói, yêu khí ngút trời. Mặc dù không biết phương thức tu luyện của tiểu yêu giới nhưng Dương Bách Xuyên đoán, khả năng Thiên Lang chân quân có áp chế trên người. Tán tiên đều có tán tiên kiếp, hắn không tin Thiên Lang chân quân không có. Giết! Dương Bách Xuyên hạ lệnh, tất cả thuộc hạ đại yêu bạo phát, thần thú thần muốn thét rung trời. Toàn bộ lực lượng đỉnh cấp nhất của Vân Môn tập trung giết 5 người. Giờ phút này 5 người Nạp Lan Ngự Phong chính là thú bị vây khốn trong trận pháp, Dương Bách Xuyên dẫn đầu tấn công. Kiếm đầu long phát huy ra uy lực mạnh nhất chém xuống. Hơn 2 vạn đại yêu phi thăng cảnh bao gồm cả châu thần ngũ sắc, mai tỷ, tiểu phượng hoàng, nghé con cũng sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ để xông vào trận pháp. Ầm ầm. Dương Bách Xuyên chỉ thấy sau khi bọn họ ra tay, một chùm sáng màu trắng sữa mang theo yêu khí ngút trời dọa hắn sợ hết hồn, sau khi bọn họ ra tay thì theo sát đánh vào trung tâm trận pháp. 5 người Nạp Lan Ngự Phong trong trận pháp đã sớm bị các loại tấn công từ lực lượng khí tức vùi lấp. Sau tiếng nổ rung trời, Dương Bách Xuyên dùng thần thức đảo quanh một lượt, ở giữa trận pháp chỉ còn lại máu thịt, đâu còn 5 người kia. Đột nhiên Dương Bách Xuyên quay đầu lại thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngẩng đầu nhìn trời. Dương Bách Xuyên cười, hắn biết cuộc tấn công của hắn và đại yêu có thể mang lại uy hiếp cho đám người Nạp Lan Ngự Phong, nhưng không thể chỉ với một đòn đã đánh cho họ thành mảnh vụn. Chùm sáng cuối cùng kia, ở đây người có thể phát ra uy lực này cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu, châu thần ngũ sắc cũng không làm được. Hắn đi tới chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu, cười tâu tuét nói, lần này có tính là trả nhân tình không? Lục Nhĩ Mi Hầu hừ một tiếng, từ biệt ở đây, tiểu tử ngươi cẩn thận đảo tán tiên và tiểu yêu giới tới trả thù. Lục Nhĩ Mi Hầu không hề dài dòng, nói đi là đi. Lần này Dương Bách Xuyên không níu kéo, cũng không hỏi nó đi đâu. Chỉ quay về phía Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất, nói, đa tạ. Hắn có thể đánh 5 người Nạp Lan Ngự Phong thành bã trong phút chốc, đều là nhờ có Lục Nhĩ ra tay. Mặc dù nó ra tay không rõ ràng, nhưng Dương Bách Xuyên biết là Lục Nhĩ đã giúp. Nếu Lục Nhĩ không ra tay, thì hắn và các đại yêu dưới trướng muốn xử lý 5 tán tiên cấp bậc tứ chuyển không hề dễ dàng. Ngay sau đó, đỉnh đầu đột nhiên sáng lên. Dương Bách Xuyên nhìn qua thì thấy là mấy tán tiên tạo thành thời tiết mây đen dày đặc sau khi phóng ra áp chế. Hắn biết đó là tán tiên kiếp, chỉ có điều tán tiên kiếp còn chưa kịp ấp ủ đám người Nạp Lan Ngự Phong đã bị xử lý rồi. Bây giờ sau khi năm lão bất tử chết, tất nhiên tán tiên kiếp cũng tiêu tan. Lấy lại tinh thần, ánh mắt Dương Bách Xuyên sắc như đao nhìn về phía Diệu Tiên, thánh chủ đao chủng và đệ tử của 3 thánh địa khác. Giờ phút này, thực ra trong lòng người của 5 thánh địa đều căng thẳng đến cực điểm. Bọn họ đang ở Vân Môn, chỉ cần một mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên thôi, chắc đám người bọn họ đều sẽ bị những đại yêu Vân Môn này xé thành mảnh vụn trong phút chốc. Ma tộc bị diệt, lão ma đầu Vu Minh Tuyền bị con khỉ Dương Bách Xuyên mời tới trở tay chấn áp biến thành một hạt châu, các tiền bối tán tiên thì bị Dương Bách Xuyên giết thành cặn bã. Đến đây, người của 2 đạo chính ma coi như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Đương nhiên vẫn còn lại đám người bọn họ, trong lòng Diệu Tiên và Thánh Chủ Đao Chủng biết rõ. Thực ra là Dương Bách Xuyên nương tay, nếu không. Thấy ánh mắt như đao của Dương Bách Xuyên nhìn qua, Diệu Tiên và Thánh Chủ Đao Chủng đều không dám nhìn thẳng vào hắn. Một là bọn họ hổ thẹn, hai là bây giờ Dương Bách Xuyên đã trưởng thành tới mức bọn họ phải ngước nhìn. Trông hắn chỉ là tu vi phi thăng cảnh trung kỳ, nhưng lại có thể đối đầu chính diện với cấp bậc như lão ma đầu, đã vượt qua thực lực phi thăng cảnh đại viên mãn từ lâu rồi. Bây giờ hắn mới là phi thăng cảnh trung kỳ. Đợi lúc hắn bước vào phi thăng cảnh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn thì sẽ thế nào? Khỏi cần nghi ngờ, Dương Bách Xuyên sẽ là người đứng đầu danh xứng với thực của tu chân giới. Người của ngũ đại thánh địa bị ánh mắt của Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, ai nấy đều đứng ngồi không yên.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nói, thôi, các ngươi đi đi, tình cảm trước kia đều xóa sạch, từ nay về sau gặp đệ tử Vân Môn ta thì phải nhượng bộ, biết chưa? Lúc lâu sau, Dương Bách Xuyên mới nói ra một đoạn như vậy, đám người Diệu Tiên đều thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên sẽ tuân theo điều kiện của hắn. Diệu Tiên và Thánh Chủ Đao Chủng đưa mắt nhìn nhau, dẫn đầu nói, đa tạ Dương Thánh Chủ không nhắc chuyện cũ, khoan dung độ lượng, bọn ta thề, sinh thời sẽ không đối địch với Vân Môn, gặp đệ tử Vân Môn chắc chắn nhượng bộ. Có Diệu Tiên và Thánh Chủ Đao Chủng dẫn đầu, mặc dù ba thánh địa khác không có thánh chủ, nhưng Trương Lão không phải kẻ ngốc, chỉ cần Dương Bách Xuyên không so đo, cho bọn họ một con đường sống, tất nhiên điều kiện này không thành vấn đề, nên cũng thể theo. Lúc này cũng đã đẩy Vân Môn tiên cảnh lên địa vị đệ nhất tông môn của tu chân giới. Diệu Tiên cúi đầu, tức là từ ngày hôm nay vị trí đại ca tu chân giới của Thông Tiên Cung sẽ đổi chủ, sau này chắc chắn là Vân Môn vi tôn. Có trận chiến hôm nay, kẻ ngốc mới chống đối với Vân Môn, nhún nhường ba phần là điều cơ bản nhất. Những người này đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hôm nay bọn họ công đánh Vân Môn của người ta, chẳng khác nào thù diệt môn. Đổi thành ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Thế nhưng Dương Bách Xuyên đã làm như vậy, đã tha cho bọn họ. Đám người chậm rãi đi ra khỏi Vân Môn, khi bọn họ ra khỏi đại trận Vân Môn, sau lưng cũng vang lên tiếng nói của Dương Bách Xuyên, hôm nay tha cho các ngươi là vì các ngươi chủ động gia nhập lúc tàn sát, nếu không hôm nay các ngươi sẽ chẳng khác gì ma tộc, Dương Mỗ chắc chắn cũng sẽ giết. Qua trận tàn sát hôm nay, các ngươi nên nhớ kỹ, là chính đạo thì phải có đại nghĩa. Mà đạo giết người phàm, còn các ngươi thì không, đây cũng là nguyên nhân ta tha cho các ngươi. Sau khi trở về tự thỉnh giáo Dương Nghiệt Ma Đạo, đệ tử bên dưới tiến vào phàm tục, thanh trừng càn khôn đi. Nhớ kỹ phàm tục là căn nguyên tu chân của chúng ta, đến cảnh giới này của các ngươi nên khắc ghi trong lòng. Bọn ta cần tuân sự giáo huấn của Dương Thánh Chủ, sau khi trở về nhất định sẽ đặt nhiệm vụ trừ ma vệ đạo lên hàng đầu, dạy bảo môn nhân đệ tử lấy đại nghĩa làm trách nhiệm quan trọng. Thanh trừng càn khôn, bảo vệ pháp luật kỷ cương của phàm tục. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đồng loạt khom người đáp lại. Đám người chậm rãi đi ra khỏi Vân Môn, khi bọn họ ra khỏi đại trận Vân Môn, sau lưng cũng vang lên tiếng nói của Dương Bách Xuyên, hôm nay tha cho các ngươi là vì các ngươi chủ động gia nhập lúc tàn sát, nếu không hôm nay các ngươi sẽ chẳng khác gì ma tộc, Dương Mỗ chắc chắn cũng sẽ giết. Qua trận tàn sát hôm nay, các ngươi nên nhớ kỹ, là chính đạo thì phải có đại nghĩa. Mà đạo giết người phàm, còn các ngươi thì không, đây cũng là nguyên nhân ta tha cho các ngươi. Sau khi trở về tự thỉnh giáo Dương Nghiệt Ma Đạo, đệ tử bên dưới tiến vào phàm tục, thanh trừng càn khôn đi. Nhớ kỹ phàm tục là căn nguyên tu chân của chúng ta, đến cảnh giới này của các ngươi nên khắc ghi trong lòng. Bọn ta cần tuân sự giáo huấn của Dương Thánh Chủ, sau khi trở về nhất định sẽ đặt nhiệm vụ trừ ma vệ đạo lên hàng đầu, dạy bảo môn nhân đệ tử lấy đại nghĩa làm trách nhiệm quan trọng. Thanh trừng càn khôn, bảo vệ pháp luật kỷ cương của phàm tục. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đồng loạt khom người đáp lại. Đến bây giờ, mọi người mới hiểu, không phải Dương Bách Xuyên không giết bọn họ, mà vì lúc Dương Bách Xuyên ra lệnh đại yêu Vân Môn giết ma tộc, bọn họ đã chủ động gia nhập vào tiêu diệt ma tộc, thế nên Dương Bách Xuyên cho rằng bọn họ vẫn chưa tới mức hết thuốc chữa, vì vậy hắn mới khoan dung độ lượng. Bây giờ mọi người mới thật sự trải nghiệm được cái gì là đại nghĩa. Biểu hiện của Dương Bách Xuyên chính là đại nghĩa. Dương Thánh Chủ có ý chí như vậy, ta tự thấy không bằng, sau này tu chân giới do Vân Môn chủ đạo có lẽ là chuyện tốt. Sau khi bình tĩnh lại, Diệu Tiên tự nói. Thánh Chủ Đao Chủng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó từng người đều trở về. Sau chuyện này, cả tu chân giới đã xảy ra vụ chấn động lớn, Tam Đại Thánh Địa mất Thánh Chủ đã chọn ra Thánh Chủ mới, đồng thời đã lập tức mời Vân Môn đến dự lễ. Dương Bách Xuyên lại không đến, mà phái ba đệ tử đại diện đến dự lễ. Sau đó hắn cũng phái ra ba đệ tử, đại đồ đệ Độc Cô Hối, nhị đồ đệ Vương Tông Nhân, tam đồ đệ Võ Kiếm, tạo thành một đoàn đội với mấy đại thánh địa khác, triển khai hành động càn quét Dương Nghiệt Ma Tộc trong phạm vi cả tu chân giới. Mặc dù lão ma đầu Vu Minh Tuyền đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu thu phục rồi, tứ đại kim cang và mấy vạn ma chúng đều bị giết ở Vân Môn, nhưng vẫn có tu ma giả giải rác ở tu chân giới. Còn có rất nhiều kẻ ẩn núp làm việc ác ở thế giới phàm nhân. Cho nên Dương Bách Xuyên ra lệnh cho tất cả đệ tử ra ngoài lịch luyện, bao gồm cả 3.000 tiểu thế giới, có cao thủ dẫn đội, triển khai hành động thanh trừng càn khôn, trừ ma vệ đạo. Hành động trừ ma quy mô lớn dưới sự thúc đẩy của Vân Môn càn quét các tông môn lớn nhỏ của cả tu chân giới lần này được người đời sau ghi vào sử sách,
gọi là hành động thanh trừng càn khôn vân thời đại, lịch tu chân. Thời gian chấn động này kéo dài đến 100 năm, bởi vì cả tu chân giới quá rộng lớn, cộng thêm 3.000 tiểu thế giới, mấy đại thánh địa 100.000 đại tông môn liên hợp phái người tìm kiếm cũng phải tốn 100 năm. Lần này được gọi là hành động thanh trừng càn khôn vân thời đại, mở ra thời đại hưng thịnh sau này của tu chân giới. Người ra ngoài chắc chắn sẽ gặp đệ tử truyền đạo tư chất không tệ, truyền hạt giống tu chân ở khắp tu chân giới và 3.000 tiểu thế giới, 100.000 năm sau không ngừng xuất hiện từng nhân vật truyền kỳ. Môn nhân đệ tử của các đại thánh địa và các tông môn cũng để lại từng truyền thuyết ở các tiểu thế giới. Lúc trước về cơ bản tu chân giới đều xem thường tu sĩ đến từ tiểu thế giới, đừng nói đến tiểu thế giới truyền đạo, không bắt nạt tu sĩ đến từ tiểu thế giới đã là tốt lắm rồi. Sau trận chiến, Dương Bách Xuyên đã đưa Vân Môn lên vị trí đệ nhất thánh đại của tu chân giới, thế là hắn có ý thức thúc đẩy các đại thánh địa và tông môn lớn nhỏ truyền đạo cho hạt giống tu chân ở khắp nơi, tạo ra thời đại tu chân thịnh thế sau này, cũng được người đời sau gọi là Vân Thời Đại. Đương nhiên những chuyện này để về sau rồi nói. Lúc này, Dương Bách Xuyên đưa mắt tiễn người của ngũ đại thánh địa rời đi, rồi hạ lệnh dọn dẹp chiến trường, rửa sạch Vân Môn huyết khí ngút trời. Dương Bách Xuyên đứng trên một ngọn núi. Hắn nhìn chiến trường máu chảy thành sông, nhìn ngơ ngác. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Tử Hoàng khẽ nói, Thánh chủ, có thánh chủ của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, còn có hai tán tiên chắc là tứ chuyển cầu kiến. À đúng rồi, còn có chủ mẫu Hiên Viên Linh Hề cũng đến cùng. Dương Bách Xuyên ừ một tiếng, bảo bọn họ đợi ở dưới núi. Vâng, Tử Hoàng đáp rồi cáo lui. Dưới núi, nghe Tử Hoàng trả lời. Hiên Viên Hoàng đế và thánh chủ mới của Trường Sinh Điện đều hơi xấu hổ, mặc dù lần này bọn họ cật lực phản đối, mấy đại tán tiên tính kế Vân Môn, cũng khuyên nhủ tán tiên hai nhà bọn họ không tham gia. Nhưng lúc mấy đại thánh địa liên hợp tiến vào Vân Môn, công đánh Vân Môn với ma tộc, bọn họ đều không ra tay. Không phải không muốn ra tay, mà là... Lúc này nghe Tử Hoàng truyền lời, hai người đều xấu hổ, rất rõ ràng đây là Dương Bách Xuyên bất mãn. Lúc đến đây... Bọn họ đã nghe nói kết quả của hôm nay, không chỉ hai bọn họ, hai tán tiên ở phía sau hai người cũng đều kinh ngạc. Tử Hoàng lạnh băng bỏ lại một câu, thánh chủ nhà ta bảo các ngươi đợi ở dưới núi. Dĩ nhiên Tử Hoàng cũng không hề nể mặt hai đồng minh này, chiến đấu kết thúc rồi bọn họ nhảy ra để làm gì. Nhưng Tử Hoàng lại không dám lạnh mặt với Hiên Viên Linh Hề, đây là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, là chủ mẫu. Tử Hoàng đảo mắt, khuyên Hiên Viên Linh Hề đi cùng nàng ta. Đỡ cho phải xấu hổ, nhưng Hiên Viên Linh Hề lại từ chối. Tán tiên của hai nhà không nói chuyện, cũng không nổi giận. Tán tiên của Trường Sinh Điện cười khổ, nói, không sao, chúng ta đợi đi, tiểu tử kia oán hận, vậy mới là bình thường. Tán tiên hai nhà đều cười khổ, thực ra bọn họ cũng có điều khó xử, đều ở đảo tán tiên lại có hạn chế. Lần này hậu bối của hai thánh địa khuyên ngăn không cho can thiệp tính kế Vân Môn, tán tiên của Trường Sinh Điện còn dễ nói chuyện. Dù sao cũng có nguồn gốc sâu xa. Tán tiên của Hoàng Triều Hiên Viên cũng bị hai cha con Hiên Viên Hoàng đế khuyên ngăn, nên mới kìm nén không đi tham gia. Thực ra áp lực ở bên trong vô cùng lớn, nói cho cùng có tận mấy nhà tham gia, chỉ có hai nhà bọn họ không đi, sau này trở về đảo tán tiên sẽ bị bài xích. Cho dù vậy, hai tán tiên còn bị tiểu bối nhà mình ép đi chi viện Vân Môn, nhưng mà... Bọn họ không đến. Bởi vì không thể... Dù sao bọn họ cũng là người sinh sống ở đảo Tán Tiên, không bỏ đá xuống giếng với mấy nhà khác đã là không tệ rồi, nếu như còn giúp đỡ Vân Môn thì chẳng khác nào hoàn toàn đứng đối lập với đảo Tán Tiên, sau này bọn họ đừng hòng trở về đảo Tán Tiên nữa. Ai cũng có điều khó xử. Nào ngờ sau khi người của ngũ đại thánh địa ra khỏi Vân Môn, bọn họ tìm hiểu tình hình lại phải mở rộng tầm mắt. Không biết Dương Bách Xuyên đã trở về từ khi nào, không những xử lý lão ma đầu Vu Minh Tuyền. Còn xử lý cả tán tiên của mấy nhà khác. Thậm chí bọn họ còn nhắc tới một con khỉ lật tay đã trấn áp lão ma đầu. Biết được chuyện tán tiên tính kế Vân Môn đã hoàn toàn mất khống chế, thế là bọn họ lập tức đến Vân Môn, chưa ra tay thì chưa ra tay, nhưng vẫn phải tỏ thái độ để Dương Bách Xuyên biết. Sau khi nghe Tử Hoàng báo lại, tán tiên hai nhà đều không tức giận, dù sao bây giờ Dương Bách Xuyên giống như mặt trời giữa trưa, hơn nữa trong lòng giận hai nhà xa cách cũng là bình thường. Nhưng chỉ có đại đệ tử của Thánh chủ Trường Sinh Điện Vân Trường Sinh và Hiên Viên Hoàng đế cảm thấy rất xấu hổ, tất nhiên còn có Hiên Viên Linh Hề. Nhất là Thánh chủ mới của Trường Sinh Điện, đại đệ tử của Vân Trường Sinh, lúc Vân Trường Sinh rời đi đã từng căn dặn nếu Dương Bách Xuyên có bất cứ chuyện gì, thì phải ra tay giúp đỡ vô điều kiện, lúc đó Thánh chủ mới này đã từng đồng ý,
Nhưng chuyện lần này do Tán Tiên Trường Sinh Điện Thiệu Cơ sư thúc làm chủ, đó là người ngang vai ngang vế với thánh chủ, mặc dù Trường Sinh Điện cất bước muộn hơn thánh địa khác, nhưng ban đầu có không ít người theo sư phụ Vân Trường Sinh đánh thiên hạ, Thiệu Cơ sư thúc này chính là một trong số đó. Ông ta cũng là nằm trong nhóm người đầu tiên Trường Sinh Điện đưa vào đảo Tán Tiên, chuyện này rất ít ai biết. Cho nên thánh chủ mới của Trường Sinh Điện cũng rất khó xử, không thể thuyết phục Thiệu Cơ sư thúc đến giúp đỡ Vân Môn, lúc này lại hơi xấu hổ. Bây giờ chỉ mong sư thúc Dương Bách Xuyên này khoan dung độ lượng. Còn Hiên Viên Hoàng đế, sau khi tiếp nhận thần ma y điển do Dương Bách Xuyên tặng, y biết nó có tác dụng to lớn đối với Hoàng triều Hiên Viên, là ân tình lớn, về lý cũng nên giúp đỡ Vân Môn. Hơn nữa sau khi con gái Hiên Viên Linh Hề gả cho Dương Bách Xuyên, bọn họ lại càng phải giúp đỡ, thế nhưng bên trên có tiền bối Tán Tiên của Hoàng triều Hiên Viên áp chế, y cũng hết cách, bây giờ đến Vân Môn chỉ là xoa dịu quan hệ. Ai biết được Dương Bách Xuyên lại đột nhiên trở về, hơn nữa còn trâu bò như vậy. Mấy ngày này vì cầu xin lão tổ ra tay cứu giúp Vân Môn, Hiên Viên Linh Hề đã khóc đỏ mắt, nhưng vẫn không thuyết phục được, chớp mắt đã truyền tới tin tức Vân Môn đại thắng, lúc này trong lòng Hiên Viên Linh Hề càng lo lắng hơn. Nàng là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, lại không thể ra sức cho Vân Môn, không biết Dương Bách Xuyên sẽ nhìn nàng thế nào, cho nên trong lòng vô cùng dằn vặt. Năm người cứ đợi Dương Bách Xuyên ở dưới chân núi. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại đang đứng trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, cúi nhìn chiến trường dưới núi. Hai đạo chính ma tổng cộng tử thương khoảng 20, 30 vạn đệ tử, chiến trường này có thể hình dung là núi xác biển máu. Mùi máu tanh ngút trời, cả Vân Môn tiên cảnh giống như đều biến thành màu máu, vô số đệ tử Vân Môn được điều động đi dọn dẹp chiến trường, khôi phục Vân Môn. Dương Bách Xuyên đứng ở đây nguyên hai ngày. Hai ngày nay, ánh mắt hắn tê dại nhìn đệ tử Vân Môn dọn dẹp chiến trường thi thể chất như núi. Bên trong có hơn 8 vạn tu sĩ ma tộc, còn lại hơn 20 vạn người đều là đệ tử của ngũ đại thánh địa, đương nhiên tu chân giả không phải do hắn giết. Nhưng mặc kệ ma tộc hay là tu chân giả thì đều là nhân tộc. Ma tộc cũng là nhân tộc tu luyện ma công, bị gọi là tu ma giả, đều là con người. Nhưng lại tàn sát lẫn nhau tới mức máu chảy thành sông. Hắn im lặng nhìn chiến trường. Tại sao lại phải giết chóc? Tu sĩ sinh linh giữa trời đất, tại sao phải phân thành chính đạo ma đạo? Tại sao lão ma đầu Vu Minh Tuyền lại muốn giết nhiều người bình thường như vậy? Còn người của thánh địa luôn miệng nói chính đạo, tại sao cũng muốn tính kế Vân Môn của hắn? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu, vì vậy Dương Bách Xuyên đã rơi vào một tầng suy tư sâu xa. Lúc Tử Hoàng báo người của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên đến, thực ra không phải hắn cố ý nắn bóp. Mà hắn chợt ngộ ra, tâm cảnh lúc này đã tiến vào tình huống không thể nói rõ. Dương Bách Xuyên không biết đối với tu sĩ, một trận tàn sát chính là một lần tu hành, trận chiến hôm nay thực sự có xung kích rất lớn với tâm hồn của hắn. Đầu tiên, nghĩ lại còn sợ, nếu như hắn không về kịp lúc, đồng thời trùng hợp nghe được cuộc trò chuyện, nói cách khác là cấu kết của Nạp Lan Ngự Phong và ma tộc Kim Cang Cửu Bá, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ mất đi mấy chục vạn đồ môn đệ tử cả Vân Môn. Sẽ mất đi người thân bạn bè. Đây là điều hắn không thể tiếp nhận. Tiếp theo là hắn đã có nhận thức hoàn toàn mới về người được gọi là chính đạo, thì ra đứng trước lợi ích và tư lợi, chính nghĩa cũng có thể buông bỏ, hoặc nói là dối trá thì càng chính xác hơn. Lần này, Tán Tiên của mấy đại thánh địa tính kế Vân Môn ngoài mặt nói dễ nghe, hy sinh Vân Môn vì đại nghĩa tiêu diệt ma tộc. Thực chất Dương Bách Xuyên biết rõ, mấy thế lực thấy sự mạnh mẽ của đại yêu Vân Môn, danh tiếng hơn người. Nên có lòng kiêng dè và đố kỵ. Hơn nữa có Tán Tiên muốn ra mặt tiêu diệt Vân Môn tiên cảnh của hắn, đúng là thuận nước đẩy thuyền thôi. Từ điểm này, Dương Bách Xuyên đã hiểu ra một đạo lý, đó chính là ở thế giới của tu sĩ không có đại nghĩa chân chính, chỉ biết điều đó có lợi ích cho bản thân hay không. Ngoài ra, việc triệu hồi Lục Nhĩ Mi Hầu khiến hắn biết được yêu tiên yêu tộc cũng có yêu thật lòng, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Hắn còn thấy được tồn tại yêu tiên mạnh mẽ, hiểu ra một đạo lý khác. Thực lực mạnh mẽ sẽ có thể nghịch chuyển càn khôn. Giết chóc cả ngày, Dương Bách Xuyên đứng ở đỉnh núi hai ngày, thời gian ba ngày trôi qua, pháp tắc thần thông phương thốn hắn thi triển ở Vân Môn duy trì đến đỉnh điểm, ngay sau đó tất cả đều bắt đầu trở lại vị trí cũ. Cây to chọc trời pháp tắc thần thông diễn hóa ra khôi phục lại kích thước, sông núi trở về vị trí, Vân Môn tiên cảnh khôi phục dáng vẻ ban đầu. Chỉ là vết máu trên mặt đất chứng minh từng tồn tại một trận đại chiến chính ma. Máu của tu ma giả và tu chân giả, bao gồm những tán tiên kia vĩnh viễn lưu lại trong bùn đất của Vân Môn tiên cảnh.
Từng cành cây ngọn cỏ điên cuồng sinh sôi dưới ánh mắt chăm chú của Dương Bách Xuyên. Một nhóm sinh linh tiêu tan giữa trời đất, một nhóm sinh linh khác chui ra từ bùn đất, nhận được sinh mệnh mới. Sống chết luân hồi do trời định, đây là quy luật tự nhiên. Nút thắt vì giết chóc mà chui vào ngõ cụt trong lòng Dương Bách Xuyên vốn đang được gỡ bỏ, trong đầu lại đột nhiên nổ vang. Vô số linh khí trời đất ùn ùn kéo đến, chui vào trong người hắn, cảnh giới tu vi trực tiếp đạt đến phi thăng cảnh hậu kỳ. Trong trời đất có một loại sức mạnh vô hình khác cũng tụ tập về phía cơ thể của hắn. Lúc này, bình càn khôn trên cánh tay của Dương Bách Xuyên lóe sáng, sức mạnh vô hình này đã chui vào trong bình càn khôn. Nguyên thần trong biển ý thức chợt mở mắt, một sức mạnh thần hồn đánh lên Hắc Liên lập tức lóe sáng. Trong đan điền, hai mệnh tinh lớn nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng hấp thụ luyện hóa linh khí trời đất ùn ùn kéo đến. Dưới núi, hai tán tiên của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, Thánh chủ Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng đế đều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi. Người của cả Vân Môn cũng lập tức nhìn về phía chỗ Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang tắm trong ánh sáng vàng, vô cùng thần thánh. Đây, là giác ngộ ư, tán tiên của Hoàng Triều Hiên Viên ngưỡng mộ nói. Linh khí trời đất tụ tập từ nghìn vạn dặm, phi thăng cảnh trung kỳ vào thẳng hậu kỳ, xem ra đang chạy thẳng tới đại viên mãn rồi. Chẹp chẹp chẹp, lợi hại, lợi hại. Giác ngộ trong một trận giết chóc, từ xưa đã có, nhưng người có thể giác ngộ ở cảnh giới đỉnh điểm như phi thăng cảnh thì chưa từng nghe nói. Tán tiên của Trường Sinh Điện Thiệu Cơ cảm thán. Tình hình này duy trì tận 3 năm. 3 năm sau, linh khí trời đất tản đi, Dương Bách Xuyên chợt mở mắt, thét dài về phía bầu trời. Từ đây hắn đã là phi thăng cảnh đại viên mãn. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng nói bất mãn lại vang lên trong đầu hắn, tiểu tử thối gào cái gì, cũng không để vi sư được yên tĩnh. Lão đầu, Dương Bách Xuyên vui mừng, lão đầu chết tiệt cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Kể từ lần trước Hắc Liên rơi vào trạng thái tự bảo vệ do Thủy Nguyên Tiên Phù ở trái đất, sư phụ cũng xuất hiện khi hắn bất tỉnh và sau đó biến mất, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng sẽ phải rất lâu nữa sư phụ và Hắc Liên mới có thể tỉnh lại, không ngờ bây giờ đã tỉnh rồi. Dương Bách Xuyên thật sự rất nhớ sư phụ, ông đã giúp đỡ hắn nhiều lần, nhưng mỗi lần bị thương, ông cũng sẽ càng ngủ lâu hơn. Dương Bách Xuyên cảm thấy đã lâu rồi không nhận được sự chú ý từ sư phụ, bây giờ hắn cũng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Tiểu tử thối này lần này khá tốt, tiến vào đốn ngộ cảnh, giúp vi sư tỉnh lại. Vân Thiên Tà chính là khen ngợi. Dương Bách Xuyên rất hiếm khi nghe sư phụ khen mình. Sau khi tu vi đạt tới phi thăng cảnh viên mãn, tâm tình Dương Bách Xuyên rất tốt, cười hắc hắc nói, lão già chết tiệt, con còn tưởng rằng người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tiểu tử này, không muốn vi sư tỉnh lại à? Vân Thiên Tà cũng nói đùa. Có vẻ tâm trạng cũng không tệ. Sao có thể chứ, ngày nào con cũng mong người tỉnh lại, không có người con không biết bi thảm đến mức nào đâu. Dương Bách Xuyên phàn nàn với ông. Được rồi, cho rằng vi sư ngủ nên không biết gì sao, từng hành động của tiểu tử con vi sư đều nắm rõ, chỉ là không quản mà thôi. Vân Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Hừ, Dương Bách Xuyên không vui lắm với lời này của ông. Sư đồ quả thực đã lâu không nói chuyện như vậy, đến cả cãi vã cũng cảm thấy rất thân thiết. Trò chuyện mấy ngày, Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói, nếu người đã biết mọi chuyện, con cũng sẽ không nói thêm nữa. Người nói cho con biết tiếp theo con nên làm gì, lần này con đã giết mấy tên tán tiên trên đảo Tán Tiên, xử lý những bán nhân bán yêu ở tiểu yêu giới, đồng nghĩa với việc đắc tội với hai thế lực lớn. Hai thế lực này hoàn toàn vượt xa với thánh địa ở tu chân giới. Nếu tiếp theo bọn chúng báo thù thì con phải làm sao đây? Ngoặc kép. Hắn không lo lắng chuyện mình giết tán tiên ở đảo Tán Tiên và người của tiểu yêu giới, ngược lại là lo lắng đệ tử Vân Môn sẽ bị liên lụy. Cho nên sau khi sư phụ tỉnh lại, Dương Bách Xuyên mới có người đáng tin cậy, nhanh chóng hỏi chuyện quan trọng nhất lúc này. Tại sao phải hoảng sợ? Giết mấy tên tán tiên, trời cũng không sập được. Vân Thiên Tà hừ lạnh, rất bất mãn với Dương Bách Xuyên. À! Dương Bách Xuyên nghe lời nói của sư phụ gần như nghẹn chết, nhìn không được vặn lại, sư phụ nói thì dễ rồi, người sắp phải đối mặt với hai thế lực lớn chính là con mà. Tiểu tử này, con phải biết hiện tại con đã ở đỉnh cao của phi thăng cảnh, bước tiếp theo là phi thăng tiên giới, chỉ còn một bước nữa là ngươi có thể trở thành tiên nhân. Đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới có mạnh đến mức nào cũng chỉ trong vòng tu chân giới, cũng không phải tiên giới thật sự, bọn chúng không lật trời được đâu. Vân Thiên Tà dừng một chút. Bá đạo nói, mà bây giờ con có thể đến đảo Tán Tiên, tiểu yêu giới chủ động xuất kích,
nếu thật sự không được thì cứ trực tiếp giết hết đi, cần gì phải lo sợ như vậy. Dương Bách Xuyên trợn to hai mắt, nói, sư phụ, khẩu khí của người cũng lớn quá rồi. Hắn chưa nói một câu, người ở trạng thái thần hồn có cần khẩu khí lớn như vậy không, đến lúc đó người thật sự bị đánh cũng chỉ có con. Chỉ nghe ông nói, tiểu tử thối, nếu vi sư đã nói vậy với con, tự có đạo lý của vi sư, yên tâm đi, dù là đảo tán tiên hay tiểu yêu giới, vi sư đều có cân nhắc, không để con chịu thiệt đâu. Hơn nữa, vấn đề đơn giản nhất là nếu tán tiên đảo tán tiên rời khỏi đảo tán tiên thì phải áp chế tu vi của mình xuống cấp 3, nếu không một khi vượt quá cấp 3 sẽ bị thiên đạo cho phi thăng tiên giới trước, đây là lý do rất nhiều tán tiên không dám. Hơn nữa, có người áp chế tán tiên kiếp, nếu tu vi vượt qua cấp 3 sẽ dẫn đến tán tiên kiếp, đến lúc đó những người không thể vượt qua đều chết dưới thiên kiếp, không có tán tiên nào dám buông bỏ cảnh giới hoặc là rời khỏi đảo tán tiên. Cho nên con có thể yên tâm. Bọn họ cho dù rời khỏi đảo tán tiên, bọn họ vẫn sẽ có lo lắng rất lớn, áp chế cấp độ là tán tiên cấp 3, ai có thể là đối thủ của con chứ? Ngoặc kép. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói, nghĩ lại cũng có lý trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trước đó hắn ở phi thăng cảnh trung kỳ đã đủ sức đấu với tán tiên cấp 4. Hiện tại, hắn là phi thăng cảnh đại viên mãn, tăng lên hai cảnh giới nhỏ, quả thật không sợ tán tiên bình thường nữa, chính hắn cũng không rõ thực lực của mình là gì. Ở tu chân giới bây giờ hắn quả thật không sợ ai. Sau đó hắn nghĩ tới những người trong tiểu yêu giới, những người trong tiểu yêu giới đều là nửa người nửa yêu, không phải bất tử, trước đây thiên lang chân quân tựa hồ cũng gặp phải thiên kiếp tương tự như tán tiên, hơn nữa còn đã có những hạn chế nhất định. Hắn thực sự không biết nhiều về các tu sĩ trong tiểu yêu giới. Sau đó hắn hỏi sư phụ, người ở tiểu yêu giới là thế nào? Con cảm thấy tu sĩ ở tiểu yêu giới có chút giống với tán tiên. Vân Thiên Tà trầm giọng nói, đúng vậy, người của tiểu yêu giới dựa vào tu luyện và truyền thừa huyết thống của thần thú và chim chóc, bọn họ đã tập hợp được linh hồn của nhân tộc vào huyết thống của yêu tộc, thừa hưởng một cơ thể mạnh mẽ, có khả năng hóa thú. Một khi hóa thú sẽ mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, so với yêu tộc bọn họ còn biết tu luyện pháp thuật của nhân tộc, nên người ở yêu tộc vô cùng nghịch thiên. Thiên đạo pháp tắc không cho phép sinh vật nghịch thiên tồn tại, cho nên tu sĩ trong tiểu yêu giới cũng có huyết kiếp hạn chế. Tương tự như thiên kiếp của tán tiên, người nào đã vượt qua phi thăng cảnh cấp 4 sẽ có lôi sét đánh xuống, đánh nát hồn phách, cho nên đây cũng không phải độ kiếp mà là trực tiếp đánh chết. Cho nên, nếu tu sĩ của tiểu yêu giới không muốn phi thăng tiên giới thì có thể ẩn náu trong tiểu yêu giới, khi rời khỏi tiểu yêu giới thì phải áp chế tu vi của mình đến cấp độ phi thăng cảnh. Bằng không bọn họ sẽ nghịch thiên, bị sấm sét đánh trúng, trừ phi phi thăng tiên giới, nếu không sẽ bị sấm sét đánh chết. Nhưng đối với tu sĩ tiểu yêu giới mà nói, tăng sức mạnh huyết mạch thoải mái hơn tiên giới rất nhiều, nên nhiều lúc bọn họ thích ở lại hạ giới hơn, sau khi đến tiên giới, việc tăng huyết mạch sẽ khó khăn hơn, còn bị người bắt luyện đan, bởi vì huyết mạch của tiểu yêu giới đa số đều là thần thú thần cầm hoặc là thiên địa dị thú, chính là nguyên liệu cấp cao để tăng công lực và tu vi. Vì vậy, người của tiểu yêu giới cũng giống như người trên đảo tán tiên, không dám rời núi một cách dễ dàng. Nhưng nếu họ đi ra thì có thể đánh bại nên không cần phải lo lắng. Ngoặc kép. Cho dù là tán tiên của đảo tán tiên hay nửa người nửa yêu đến từ tiểu yêu giới, vùng hoang dã chỉ giới hạn trong lãnh thổ của chính họ. Dương Bách Xuyên hỏi. Vân Thiên Tà lặng lẽ nói, điều kiện tiên quyết là thực lực của tiểu tử thối còn có thể áp chế được bọn họ chỉ có thể khoe mẽ ở địa bàn của mình, nhưng điều này đối với con. Nhưng chỉ cần con không vào địa bàn của họ là được rồi. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Lúc này, Vân Thiên Tà nói, tiểu tử này, bây giờ con đã đủ mạnh mẽ, nhất định phải đi đảo tán tiên hoặc là tiểu yêu giới. Đầu tiên, nếu con đã giết người của bọn họ sẽ luôn đến gây phiền phức cho ngươi. Thay vì làm như vậy, tốt hơn là nên chủ động. Thứ hai, sư phụ từng nói, trên đảo tán tiên có để đồ vi sư để lại, có thể giúp vi sư đúc lại thiên thể, những thứ đó nhất định phải có được, đã nhiều năm như vậy. Điều khiến ta lo lắng bây giờ chính là những thứ đó có còn ở đảo tán tiên hay không. Ngoài ra, thật ra đến tiểu yêu giới cũng tốt, vi sư cũng muốn đi thăm một cố nhân, vì vậy tiểu tử con hãy nhanh chóng giải quyết mọi việc trong tay và đi đến hai nơi này đi. Đầu tiên hãy đến tiểu yêu giới, sau đó đến đảo tán tiên. Có thể nó sẽ hữu ích cho con vào thời điểm đó. Ngoài ra, nếu con hiện đang ở phi thăng cảnh đại viên mãn, nói không chừng ngày nào đó sẽ giác ngộ. Phi thăng lên tiên giới, cho nên đi mau đi. Ngoặc kép. Ừ, lão già chết tiệt,
người cũng đã nói người ta sẽ mạnh ở địa bàn của người ta mà còn bảo con đi giết hai thế lực này, đây khác nào bảo con đi chịu chết chứ? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Tiểu tử thối, có vi sư ở đây áp trận con sợ gì chứ? Được rồi, vậy đi, vi sư sẽ tìm hiểu thủy chi căn nguyên trong cơ thể con, giữ một bảo vật như vậy mà không biết cách dùng đúng là lãng phí, đợi vi sư xem xét sẽ chỉ con cách dùng sức mạnh này, đến lúc đó con có thể đi. Giọng nói của Vân Thiên Tà nhỏ đi. Dương Bách Xuyên biết ông không muốn nói nữa và không muốn bị đệ tử của mình làm phiền, tuy nhiên, Dương Bách Xuyên vẫn tràn đầy mong đợi khi nghe tin sư phụ sắp nghiên cứu thủy chi căn nguyên. Đúng là thủy chi căn nguyên đã được hình thành và nuôi dưỡng trong cơ thể hắn, nhưng hắn không biết cách sử dụng, hoặc không hiểu được bí mật của nó nên lãng phí. Nếu sư phụ thể nghiên cứu một chút, nhất định sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hắn. Hắn có thể cảm nhận được bản chất phi thường của thủy chi căn nguyên, nhưng hắn không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn về phía chân núi, một năm đã trôi qua, Trường Sinh Cung và Vương Triều Hiên Viên vẫn đang chờ đợi, đã đến lúc phải đi gặp bọn họ. Tiến lên một bước, giây tiếp theo hắn đã xuất hiện dưới chân núi, trước mặt Hiên Viên Hoàng đế và những người khác. Tham kiến sư thúc, tham kiến Dương Thánh Chủ, Bách, Điện Chủ Trường Sinh Điện, Hiên Viên Hoàng đế và con gái Hiên Viên Linh Hề lần lượt chào đón Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn hai người đầu tiên, khi ánh mắt rơi vào Hiên Viên Linh Hề, hắn nhìn thấy Hiên Viên Linh Hề hai mắt đỏ hoe. Đột nhiên mọi oán giận biến mất. Hắn thực sự có thể đọc được tất cả thông tin từ đôi mắt của Hiên Viên Linh Hề. Những cảm xúc như bất bình, bất lực và xin lỗi có thể nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Linh Hề. Dương Bách Xuyên biết rằng chắc chắn là Hiên Viên Linh Hề đã cầu xin Hiên Viên Hoàng đế hoặc tán tiên đằng sau Hoàng Triều Hiên Viên, nhưng vô ích. Vì vậy trong mắt nàng càng có thêm cảm giác tội lỗi đối với hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên mềm nhũn, trên đời có bao nhiêu nữ nhân có thể chia sẻ hoạn nạn chứ? Đa số đều là hoạn nạn đến thân ai nấy lo. Hiên Viên Linh Hề, một nữ tử của tu chân giới, có thể làm được điều này với hắn, đây đã là phúc lành của hắn rồi. Nhìn hai người khí thế cường đại, rõ ràng đều là tán tiên, Dương Bách Xuyên biết Vân Môn đã có kế hoạch từ lâu, không nhất định là bọn họ không giúp đỡ, hoặc là nói không dám. Suy cho cùng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hai gia tộc này có thể duy trì không tham dự vào đã là vô cùng hiếm có rồi. Hắn không thể quá ích kỷ, xem xét mọi việc theo quan điểm của riêng mình và bỏ qua cảm xúc của người khác. Dương Bách Xuyên lúc đầu quả thực tức giận hai gia tộc này không ra tay giúp đỡ. Đương nhiên không có nghĩa là nhất định phải ra tay giúp đỡ, chỉ là muốn có thái độ mà thôi, tuy nhiên, đều không có, mà khi trận chiến kết thúc bọn họ lại ra mặt. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hiên Viên Linh Hề cùng sự áy náy cùng xấu hổ trong mắt Hiên Viên Hoàng đế và Điện Chủ Trường Sinh Điện, cơn tức giận trong lòng hắn lập tức biến mất. Hắn đi tới ôm Hiên Viên Linh Hề vào lòng, nhẹ giọng nói, khiến nàng lo lắng rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Hắn không có ưu điểm nào khác ngoài việc rất khoan dung và quan tâm đến nữ nhân của mình. Sau khi lời an ủi rơi vào tai Hiên Viên Linh Hề, nàng không thể kìm được nước mắt nữa. Hu hu! Nàng biết Dương Bách Xuyên không thuộc về mình, nhưng cũng không có gì thay đổi, nàng sợ Dương Bách Xuyên sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa. Kể từ khi biết về một số tán tiên âm mưu chống lại Vân Môn, nàng đã cố gắng khuyên can phụ thân mình và tán tiên lão tổ giúp đỡ Vân Môn. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể, hay đúng hơn là Hiên Viên Hoàng đế chỉ có thể làm được đến mức không tham gia, ngay cả khi nàng muốn trở về Vân Môn để chia sẻ khó khăn, phụ thân nàng, Hiên Viên Hoàng đế, đã quản thúc nàng trong cung, nếu không nàng sẽ chết. Mãi đến khi chiến tranh bắt đầu, ông mới đưa nàng đến đây, vì lý do này, nàng thậm chí còn nói những lời cay nghiệt về việc cắt đứt quan hệ phụ tử. Nàng sẽ không ngại trở mặt với phụ hoàng. Đúng là nàng đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Và giờ đây mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Được rồi, đừng khóc nữa, còn có rất nhiều người đang nhìn. Dương Bách Xuyên vỗ vỗ Hiên Viên Linh Hề bả vai, nhẹ giọng nói. Lúc này Hiên Viên Linh Hề mới thả lỏng, rốt cục nhìn thấy xung quanh quả thật có rất nhiều người. Vân Môn, các tỷ muội của nàng và các đại yêu đều đang quan sát từ một khoảng cách ngắn. Đi tìm bọn họ đi. Dương Bách Xuyên mỉm cười, ra hiệu Hiên Viên Linh Hề đi tìm nhóm người Triệu Nam. Ừ, nhưng, Hiên Viên Linh Hề còn muốn nói cái gì, lại liếc mắt nhìn cha nàng cùng những người khác. Nhưng Dương Bách Xuyên cười cắt ngang nói, yên tâm, ta hiểu ý của nàng. Hiên Viên Linh Hề đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng,
sau đó xoay người rời đi. Nàng biết Dương Bách Xuyên sẽ xử lý được, sẽ không trách tội phụ thân nàng. Sau khi Hiên Viên Linh Hề quay người rời đi, tân thánh chủ của Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng đế liền đi tới, vừa mở miệng đã chuẩn bị giải thích với Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên quay lại và nói, chặn tất cả những lời họ đã chuẩn bị trong miệng. Hai người không cần giải thích, kỳ thật ta hiểu khó khăn của hai người, chuyện này cũng nên cảm tạ hai người, chuyện này dừng lại ở đây đi, không cần nói thêm gì nữa, trước đây Vân Môn và các người thế nào thì sau này vẫn sẽ giống vậy. Dương Bách Xuyên nói một cách nghiêm túc mà không hề giả vờ, hắn biết lần này là do hai đại tán tiên bên cạnh họ làm chủ, vì vậy thực sự không thể trách họ. Cảm tạ sư thúc thông cảm, tân thánh chủ của Trường Sinh Điện mới thở phào nhẹ nhõm. Dương thánh chủ, có thể thông cảm thì tốt quá. Hiên Viên Hoàng đế có chút xấu hổ, ông đã gả con gái mình cho hắn, gọi hắn là Dương thánh chủ có chút lúng túng, nhưng ông vẫn cảm thấy như vậy là tốt nhất để giao tiếp với hắn vào lúc này. Dương Bách Xuyên mỉm cười gật đầu, sau đó nói với Thanh Ngưu ở xa, mời hai vị xuống uống trà, ta sẽ nói chuyện cùng hai vị tiền bối. Câu này hay nghĩa, rõ ràng là nói với hai người Hiên Viên Hoàng đế rằng, ta không trách các người, nhưng không có nghĩa là có thiện cảm với hai tán tiên phía sau hai người. Thanh Ngưu đi tới và nói với Hiên Viên Hoàng đế và tân thánh chủ của Trường Sinh Điện, mời. Hắn ta trông giống như đang thực hiện mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên. Kỳ thực là các đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên cũng chưa nghĩ thông, lần này Vân Môn bị tính kế, Hoàng Triều Hiên Viên và Trường Sinh Điện nên ra mặt nhất mới phải, nhưng bọn họ cũng không. Người lập ra Trường Sinh Điện Vân Trường Sinh và Dương Bách Xuyên là sư huynh đệ, hơn nữa còn là sư huynh đệ cùng một sư phụ, vậy mà lại không giúp đỡ. Hoàng Triều Hiên Viên, Dương Bách Xuyên đã tặng cho họ thần Ma Y Điển, bọn họ cũng không ra mặt. Trong hoàn cảnh như vậy, Dương Bách Xuyên sẵn sàng tha thứ cho hai gia chủ. Nhưng những đại yêu như Thanh Ngưu và Tử Hoàng sẽ không, nếu không phải nể mặt Dương Bách Xuyên, Thanh Ngưu thậm chí sẽ muốn ra tay. Khi đến mời người, sắc mặt hắn ta không tốt chút nào, giọng điệu cực kỳ gay gắt. Hai người Hiên Viên Hoàng đế đương nhiên hiểu được điều này, cười khổ, đi theo Thanh Ngưu không nói lời nào. Về phần hai tán tiên, bọn họ hiện tại biết mình không có tư cách quản những gì Dương Bách Xuyên nói, tin tức hôm nay Diệu Tiên truyền ra thực sự là chấn động. Không quá lời chút nào nếu nói Dương Bách Xuyên bây giờ có tư cách nói chuyện ngang hàng với hai đại tán tiên, thậm chí là cao hơn một bậc. Lúc này, Hiên Viên Hoàng đế cùng với tân thánh chủ của Trường Sinh Điện biết mình không có khả năng giúp đỡ, đành phải rời đi, đoán đây là vì Dương Bách Xuyên không muốn làm bọn họ xấu hổ. Sau khi hai người rời đi, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại và nghiêm túc nhìn tán tiên của Trường Sinh Điện và tán tiên của Hoàng Triều Hiên Viên. Ngay từ đầu, Dương Bách Xuyên đã cố tình làm lơ vị tán tiên có tu vi cao nhất này. Sở dĩ như vậy là vì Dương Bách Xuyên đã trút hết cơn giận Hiên Viên Hoàng đế và tân thánh chủ Trường Sinh Điện lên đầu hai tán tiên này, sở dĩ hai nhà không ra tay giúp đỡ Vân Môn, Dương Bách Xuyên có thể đoán được là do hai tán tiên này cản trở. Dù là nguyên nhân gì thì Dương Bách Xuyên cũng sẽ không hòa nhã với hai tán tiên này, cố ý không để ý đến bọn họ chính là muốn xem thử hai lão già này có tức giận không. Nếu bọn họ tức giận, Dương Bách Xuyên sẽ thử sức mạnh mới được nâng cao của mình. Trái ngược với dự đoán, hai ông già không hề tức giận mà chủ động mỉm cười với Dương Bách Xuyên. Lão Phu Tề Mậu Đốn, là đệ tử đời đầu của Trường Sinh Điện, cũng là trưởng lão đầu tiên của Trường Sinh Điện đến đảo Tán Tiên, so bối phận với Vân Trường Xin Thánh Chủ, theo lý thuyết hẳn là nên gọi một tiếng Dương Sư Đệ. Tề Mậu Đốn chắp tay với Dương Bách Xuyên, hành lễ ngang hàng. Lão Phu là Hiên Viên Khai Minh, tán tiên của Hoàng Triều Hiên Viên, Dương đạo hữu khách sáo rồi. Hiên Viên Khai Minh cũng chào Dương Bách Xuyên. Ban đầu hai lão già này cũng tức giận vì sự chậm trễ của Dương Bách Xuyên, nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên ngộ đạo tiến lên phi thăng cảnh đại viên mãn, cơn giận trong lòng hai người cũng biến mất. Đùa à, chỉ trong một năm, Dương Bách Xuyên đã ngộ đạo một lần tăng thẳng từ phi thăng cảnh trung kỳ lên phi thăng cảnh đại viên mãn, tư chất này quả thực trăm năm thậm chí ngàn vạn năm cũng khó thấy. Hơn nữa, khí tức sau lần đột phá trước đó mạnh mẽ đến mức khiến bọn họ đều kinh hãi và sợ hãi, đương nhiên bọn họ biết rằng nếu Dương Bách Xuyên muốn ra tay, chỉ sợ hắn sẽ có thể trấn áp được bọn họ. Sau khi nhìn thấy những đại yêu, thần thú, ở Vân Môn, và cảm nhận được khí chất trên chiến trường, không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này nếu tức giận, nói không chừng Dương Bách Xuyên sẽ xử lý luôn bọn họ. Suy cho cùng, trong phân tích cuối cùng, các thánh chủ của Trường Sinh Điện và Hiên Viên Triều lần này muốn giúp đỡ Vân Môn, nhưng lại bị hai người bọn họ cản lại,
bọn họ tin rằng lần này Vân Môn sẽ bị tiêu diệt. Hai thánh địa ra tay liên thủ cũng vô dụng, hơn nữa, những sẽ đắc tội những tán tiên khác, tổn thất không đáng có. Ai có thể ngờ rằng Dương Bách Xuyên sẽ xuất hiện lật ngược tình thế, trấn áp yêu ma và đệ tử của năm thánh địa lớn, giết chết những tán tiên đó. Hai người lúc này thái độ không tệ, trong lòng đang nghĩ đến việc xây dựng quan hệ tốt đẹp, nỗ lực bù đắp, khách khí với Dương Bách Xuyên là chuyện bình thường. Bọn họ có thể nhận ra. Lúc này, Dương Bách Xuyên ánh mắt phức tạp liếc nhìn hai lão gia hỏa, cuối cùng trong lòng thở dài, quên đi, dù sao hai tán tiên cũng không có dính líu vào, coi như trợ giúp vô hình. Hai người, các ngươi thật khách khí. Dương Bách Xuyên trả lễ, nghĩ cũng không cần thiết phải tức giận, lúc này tốt nhất là hỏi hai người tình huống của đảo tán tiên. Ban đầu, thái độ của Dương Bách Xuyên rất lãnh đạm, nhưng lúc sau lại thay đổi, lễ phép đáp lễ, khiến Tề Mậu Đốn và Hiên Viên Khai Minh thấy hơi ngạc nhiên. Thật ra, hai người họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Dương Bách Xuyên châm chọc khiêu khích một phen rồi, ai ngờ Dương Bách Xuyên bỗng đột ngột thay đổi thái độ, làm họ có chút hoang mang nhẹ. Nhưng dù sao cũng là hạng cáo già, chẳng bao lâu hai người đã hoàn hồn, bắt đầu khách sáo trò chuyện với Dương Bách Xuyên. Hai ông cụ biết Dương Bách Xuyên không còn so đo với mình nữa, đúng là chuyện tốt. Suy cho cùng họ Dương nào đó tính ra cũng độ lượng, sau khi tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, khách khí chào hỏi hai vị tán tiên một lượt, thì không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, hai vị tiền bối có thể nói sơ về tình hình ở đảo tán tiên với ta được không? Tán tiên của Trường Sinh Điện Tề Mậu Đốn và tán tiên của Hoàng Triều Hiên Viên Khai Minh thấy Dương Bách Xuyên hỏi thẳng thừng như vậy cũng chẳng lấy làm lạ, thậm chí, nếu hắn không hỏi thăm họ về tình hình ở đảo tán tiên thì mới kỳ quái đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hiên Viên Khai Minh nói với Tề Mậu Đốn, Tề đạo hữu giải thích đi, thiếu gì ta sẽ bổ sung thêm. Tề Mậu Đốn cũng không chối từ, chỉ đáp, được. Sau đó, ông ta quay sang nhìn Dương Bách Xuyên, nói, Dương sư đệ, về quy định đối với tán tiên của đảo tán tiên. Tề Mậu Đốn bắt đầu giảng giải, sau khi nghe một đoạn, Dương Bách Xuyên cảm thấy không khác những gì ông già từng nói là bao, quả nhiên chuyện hạn chế về thiên kiếp và phi thăng là có thật, hắn đã biết việc này từ miệng ông già rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe Tề Mậu Đốn nói chứ không tùy hứng cắt ngang. Qua một hồi lâu, Tề Mậu Đốn mới kể xong, hơn nữa còn kể rất chi tiết, điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi nghe Tề Mậu Đốn giải thích, Dương Bách Xuyên đã biết sơ lược về tình hình hiện tại ở đảo Tán Tiên. Theo lời Tề Mậu Đốn nói thì đảo Tán Tiên cũng được xem là một giới của thế giới, gần như 99% Tán Tiên đều quy tụ trên đảo. Lý do là vì Tán Tiên có 12 kiếp, mỗi ngàn năm lại độ kiếp một lần. Nhưng lại có rất nhiều tán tiên không thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc độ kiếp chỉ trong vỏn vẹn nghìn năm, chính vì thế nên có rất nhiều tán tiên chọn cách trốn vào đảo tán tiên, vì chỉ như vậy mới có thể né khỏi tán tiên kiếp. Họ sẽ nhân thời gian ở trên đảo để chuẩn bị sung túc mọi thứ, khi nào cảm thấy ổn mới rời đảo để độ kiếp, thế mới có thể tăng tỷ lệ thành công. Đương nhiên, nếu tán tiên độ kiếp thành công, thực lực và tu vi sẽ tăng theo cấp số nhân, đó chính là điểm tốt. Ngoài ra còn phải kể đến các thế lực trên đảo Tán Tiên, nhìn chung sẽ chia thành hai nhóm lớn. Một là thế lực Tán Tiên được hình thành giữa các tông môn lớn, và đây cũng là thế lực có quy mô lớn nhất. Đúng là trên đảo không cho phép tông môn tồn tại, chẳng biết người đầu tiên đặt ra quy định này là ai, nhưng tóm lại, trên đảo Tán Tiên không được phép xuất hiện bất cứ tông môn hay thế lực nào, toàn bộ Tán Tiên phải tu luyện riêng lẻ, một mình. Họ có thể ở lại một thành trì, xây một căn nhà, hoặc độc chiếm một ngọn núi. Cũng có thể ở yên trong động phủ, nhưng tuyệt đối không được phép xây dựng tông môn trên đảo. Ngoại lệ duy nhất là có thể dẫn theo người hầu hoặc nhận đệ tử. Có điều sau khi người của các tông môn lớn ở tu chân giới tới đảo Tán Tiên, tuy có luật không được xây dựng tông môn, nhưng giữa những người đó đã tồn tại sẵn mối dây liên hệ từ trước, thế nên như một lẽ thường tình, một vòng quan hệ nhỏ được sinh ra, dần dà phát triển thành một thế lực số một số hai đảo Tán Tiên. Có điều bên trong thế lực này cũng chẳng đoàn kết một lòng, tất cả chỉ là bề nổi mà thôi. Thế lực thứ hai là thế lực tán tu tán tiên. Ở tu chân giới, tán tu tất nhiên là kiểu tu sĩ thích tu luyện đơn độc một mình, tán tiên xuất thân từ quần thể này, bất kể có đảm nhận chức vụ gì ở đảo tán tiên hay không, đều được gọi là tán tu tán tiên. Khác với lúc ở tu chân giới, sau khi tới đảo tán tiên, tuy nhân số vẫn ít như trước, nhưng lại cực kỳ đoàn kết. Thế nên mới có thể hình thành thế lực lớn thứ hai trên đảo. Quan hệ giữa hai thế lực trông thì hài hòa, thực chất lại như nước với lửa. Nguyên nhân là vì cần tranh giành tài nguyên tu luyện trên đảo Tán Tiên.
Trích lời Tề Mậu Đốn thì trên đảo Tán Tiên, chỉ có một nửa diện tích là thích hợp cho tu sĩ tu luyện và cư trú, nửa còn lại là vùng núi non hoang vu, hiểm trở. Nhưng bên trong những dãy núi này lại ẩn giấu một bảo vật hiếm thấy, là thứ mà chỉ mình tiên giới mới có, tiên thạch. Theo lý thuyết, về bản chất đảo Tán Tiên vẫn là một phần của tiên giới. Dương Bách Xuyên nhớ rất rõ ông già cũng từng nhắc tới chuyện này. Vì vậy mới nổi lên lời đồn ở dãy núi trên đảo Tán Tiên có mỏ quặng tiên thạch. Thế nên hai thế lực trên đảo mới tranh đấu vô cùng gay gắt để có thể giành được mạch khoáng về tay mình. Có điều dù may mắn tìm được một mạch khoáng trong dãy núi hoang vu cũng chưa chắc đào thấy tiên thạch. Có điều tiên thạch lại như một lời bảo đảm có thể tăng tiến thực lực, đặt nền tảng cho độ kiếp. Trên dãy núi hoang vu, ngoại trừ mỏ quặng tiên thạch, tất nhiên còn có đủ loại tiên thảo cũng như thiên tài địa bảo, chẳng qua cực kỳ khó tìm. Mà cũng phải thôi, thiên tài địa bảo ẩn giấu trong dãy núi hoang vu nào phải thứ dễ dàng giành lấy được. Nguyên nhân chính là tại dãy núi hoang vu tồn tại rất nhiều dị thú thiên địa siêu cấp mạnh, có khả năng giết chết Tán Tiên cường đại chỉ trong nháy mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.